Vâng, xin chào tất cả các quý anh chị đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên. Đến với buổi chiều hôm nay, em Đồng Thiệp cùng chị Hoàng Dung gửi lời chào đến tất cả mọi người. Dạ vâng, buổi chiều ngày hôm nay thì em là Đồng Thiệp đã tiếp tục dòng sản phẩm. Hiện tại đang có mặt bên xe máy Hoàng Kiên. Anh em nào cần và có nhu cầu những dòng xe gì, mọi người comment luôn buổi đầu like cho em để dạ. Em đảm bảo với được bê mâm. Bê lên mọi người nhá. Đúng tất rồi. Cả những dòng xe hiện tại bên Hoàng Kiên có rất nhiều để phục vụ anh em, nhưng để có nhu cầu từng người một thì anh em cứ comment ở đây để chị em vâng. Cùng lên mọi người nhá. Trước mắt buổi sáng, buổi chiều, vâng, sáng cũng đã có nhưng chiều vẫn còn những sản phẩm mới và hot. Một chiếc Dream em vừa mới mua, chủ đang ở trong nhà nhá các bác nhá. Bác chủ đến đổi chiếc Dream Việt đấy, bác ấy đang vừa bán cho em đấy. Tí nữa thì anh em có thời gian thì mời bác ra giao lưu. Còn đây là Dream Việt Nam đời đầu, hàng Việt máy Thái đời 1999. Hàng cũng cứng cáp chắc chắn với cái phân khúc hơn 10 triệu. Tí nữa anh em cùng xem. Mẫu Wea, 2022, bản đen sần cũng là những cái bản đắt và được anh em chào đón săn đón nhiều nhất, đúng không ạ? Rồi, những dòng xe Dream Thái anh em nhá, Dream Thái. Đúng đời đúng. À sorry Dream anh Việt, em. Dream lên Việt độ Thái gọi là bình thường dạ, là rồi em nhìn vâng, đấy, Việt một độ Thái. Một chiếc xe 160. 150 ạ. Hàng 150 bây giờ mới khó tìm vì cái giá các bác ở có dưới 40 triệu, tí nữa em sẽ tả chi tiết cho. Okay, mọi người giá máy 150 mà có dưới 40 triệu anh em ơi đừng bỏ qua. Đấy. SH cà phê hay những chiếc SH Việt đằng sau em đều có hết để lên sóng phục vụ các anh em. Và có một chiếc Silius nhá. Bác nào tìm Silius lướt, Silius mới thì đây, 2022 bản đen sần, bản chế cơ, hàng mua mới ở cái giá đắt nhất mà hôm nay bán cũng hơn 15 triệu là các bác đã sở hữu được rồi. 2022 bản cho học sinh đi học, hàng Elite SQM 2000 cây. Đấy các bác thấy những xe hot hit không ạ? Và rất nhiều xe sẽ ra mắt trong buổi chiều ngày hôm nay. Mong các anh em có những chia sẻ, có những lời comment, những nhu cầu để em và chị Dung biết báo Đức đưa lên sóng luôn trong buổi chiều này. Vâng, thực ra là buổi trong cái buổi đầu live mà anh em cứ comment là dòng xe gì thì em sẽ đọc được và em sẽ báo Đức lên bấm lên. Quan trọng là nhu cầu của anh em từng người một mọi người nhá. Vâng, anh Nguyễn Hòa. Chào anh, em muốn mua xe Way dưới 10 triệu. Ồ, lấy xe thế thì em kéo đồ. Có luôn một chiếc Dodge đời 2010 sáng nay mua, chính xác là em và bạn Hợp có mua giá có 7 triệu, chắc em cộng hơn 1 triệu chưa đến 9 triệu. Anh sẽ báo các bạn online gửi cho anh chiếc Dodge nhá, hình thức bình thường nhưng mà máy chất giá rồi, chưa đến 9 triệu. Anh làm xe kéo thì cái đấy đúng chỉ rồi. Quan trọng chất lượng của đúng máy thôi cầu. Mà, đúng không ạ? Vâng, sáng vừa mua xong. Thì ngày thì em nghĩ là cũng bình thường thôi. Đây mặt trên em ơi. Rồi. Các bác đến với chiếc Dream đầu nay nào. Đầu tiên chúng ta đến với một cái Dream Việt máy Thái, hàng có dọn dẹp ngon lành. Nhưng mà chia sẻ một chút là họ dọn trên tinh thần vào hàng Goxy đẹp. Với những chi tiết lỗi thì họ đóng luôn quả vành Goxy xịn sò. Các bác nhìn vành Goxy này. Ê, quả Goxy, bác nhìn vành Goxy này, đẹp không ạ? Chân nan giữ nguyên, cái độ trì rất đẹp. Đây cái càng và Meyer thì dọn lên nhìn nó sáng đều. Đây là bẩn các bác nhá. Đây, bác nhìn lau qua này, sẽ đẹp đúng không ạ? Phần nhựa là còn nguyên luôn này, cái màu của nhựa này. Nhựa này là còn nguyên, nhựa còn nguyên logo yếm Thái. Yếm Thái và tem Thái ở cả bên này nhá, các cái dàn nhựa các phần nhũ ấy thì đã được dọn dẹp ngon lành, nhưng trên tinh thần là cốt xịn của xe, chân nan xịn, vành Goxy xịn đúng không ạ? Yếm Thái ơi, cái đầu bò em quay cái đầu bò cho các bác nhìn, máy chạm nhưng mà chia sẻ với các bác là máy chạm đầu thôi, cơ còn và đầu bò vẫn rất đẹp đúng không ạ? Rồi bản da máy nhá, đây là cái da máy của hàng Việt máy Thái, chuẩn cái đời da máy nó như thế này, nó sẽ ánh kim lên một chút, hàng da máy còn nguyên bản. Đây các bác nhìn cái da máy còn nguyên bản này. Cái phần nhựa này là zin này, tem là tem Thái này, tem Thái xịn này, có dán ni lông qua nữa, các bác thấy họ chiết đẹp không? Lườn vẫn còn này, các bác nhìn cái lườn này. Lườn còn. Hộp xích để chân báng. Chân nan sau vẫn còn, vành sau cũng vẫn vành Goxy. Hàng đuôi nhựa đều còn hết, nắp hậu vẫn zin. Rồi, biển số xe anh em nhá, 29H144783. Vâng. Đến Việt Nam đời đầu bản 1999. 1999. Bô vòi. Đúng rồi, chuẩn cái bô vòi các bác nghe, nghe tiếng rất là zip. Đấy các bác nghe tiếng. Cắt cụm này, cao su để chân này, báng này, cái hàng càng sau này đều còn, các cái ốc này vẫn rất đẹp nha các bác nhìn cái dàn ốc bên này. Đấy, họ không gô mốc, đấy, chỉ có những cái bát Meyer và càng trước thôi. Đúng không ạ? Lườn hai bên này vẫn còn này, tem này lên tem Thái này. Tem Thái đấy, hàng tem dán lại tem Thái. Rồi. Ngon rồi. Không đấy. Sao, tóm lại đúng rồi, đúng đời của nó là vẫn đấy. Nếu mà 1999 vẫn là dự Thái mà. Zin đấy anh em ạ. Hàng cũng được. Zin đấy. Đấy. Cái này anh em, cái này là hiện tại là bẩn thôi. Bẩn luôn. Đánh qua một lớp ủ dầu ánh bóng lên. Vì đây là các bác nhìn các cái tán ở cái nắp bình xăng này, nhìn các cái mũi tên này vẫn còn này, cái mận chín này. Đấy cốt xe rất cứng. Rồi em nhìn cái gầm cơ. Em quay cái gầm cho các bác. Gầm. Từ từ đẩy rửa phát. Em rửa phát. Rồi các bác nhìn được gầm không ạ? Rất đẹp luôn nhá. Cho như thế chưa được. Mình soi mặt chị thôi. Được chưa? Bên kia, ok.
Rồi, gầm rất đẹp. Quay ra mặt bên này. Cả mặt đồng hồ, tay nắm đều còn hết. À. Bàn thờ vẫn zin. Đấy, các bác nhìn các cái củ này, đồ này. Đấy. Hàng đây. Máy thế này. Vẫn là hot anh em ạ. Zin vẫn là hàng hot. Rồi, giá bao nhiêu? Trước, ok. 19 triệu. Chính xác là 19 triệu thôi. Vừa các mới bác nào về quan tâm. Anh em đấy, máy nghe vẫn đang nổ. Cái máy này nó rất là zít các bác. Máy này zít mà chạy nó chắc xe. Đấy, buồn. Nên rất là chắc chắc chất. Chủ xe nó chia sẻ nhỏ là vừa có thay nhông xích mới tinh. Đấy là em có nhận được thông tin bác ấy bảo như thế. Là hàng là lốp trước lốp sau dày dặn, thụt trước thụt sau ngon lành, nhông xích mới, má phanh má trước má phanh sau ngon lành hết. Hôm nay mới bảo dưỡng ngon lành rồi, anh em chỉ việc mua về đi thôi. Quả cả khóa khá càng nhá, hai khóa đầy đủ đấy. Chống trộm, chống trộm. Ngon lành hết. 19 triệu là giao xe tận tay cho các bác, hàng ngon, chất. Em nghĩ là bổ rẻ là chính xác nhất đấy. Giao xe tận tay là tôi đấy nhá. Cái này là bán trực tiếp giá tại cửa hàng luôn, anh em nếu mà tiếp tỉnh thì mọi người đến cửa hàng em thì giao xe tận tay thì tay em giao cho các bác đúng không? Được không? Hợp lý không? Anh em nào quan tâm thì liên hệ nhanh cho em nào. 19 triệu anh em ạ. Đời 1999, bản này là bản Dream Việt Nam. Đời Thái nha anh em nhá. Vâng. Đấy, đây anh em nghe tiếng máy này bố vẫn còn bố vẫn zin của nó. Đấy anh em nghe luôn. Cái con máy đời này nó zít lắm. Anh em nào mà thích đi những dòng zin Việt Nam ấy. Đây, bác chào ông bác vừa bán chiếc xe này cho bên em đấy thì anh về anh có thay cái gì, anh sửa cái gì anh báo anh em biết nhá. Tôi về là tôi phải thay cái xích này, xích đấy, thái này. Đấy, xích thái. Thái nhá. Dầu mỡ các thứ tôi thay nọ dầu 160.000 đấy. 160.000 hết. Xin hết rồi, đấy. Không có tổng là tôi thay hết 1.030.000. Đấy 1.000. Tôi bảo dưỡng thôi chứ không phải là bảo dưỡng thôi, không có thể thay cái xích là phải thay rồi. Đúng rồi. Thế còn tôi thêm nó cả cái nhưng kia tôi cái nắp đi đi ngon không? Anh đi thế. Đi càng đi càng bốc. Anh vừa chạy từ đâu đến đây? Đi chạy tít từ cái bôi Hòa Bình này. Kim Bôi Hòa Bình đi đấy. Đi nguồn mạch đến đây đấy. Đi nguồn mạch luôn. Máy vẫn đang nổ, ngon chất. Đúng như nguồn mạch luôn. Anh vừa bán cho em là bao tiền anh nói luôn ở trên này này. Đấy. 16 triệu. Chính xác là em vừa mua 16 triệu đấy, cộng 3 là bán ra cho anh em 19 triệu. Cũng chia sẻ là anh chủ cũng là đến giao lưu cửa hàng em, ủng hộ từ Hòa Bình. Một chiếc xe chất đúng không anh? Vâng, đi càng đi càng bốc mà, đi chất không có gì. Đi còn phải nói là càng đi nó càng lên nó càng... Được, cái đời này là thế, đời Jeep Việt máy Thái các bác. Đi nóng máy, đi chắc nó lại chắc máy, nó chất máy hơn những cái hàng Việt Nhất Nam phía sau. Nhất là từ hôm tôi về tôi thay xích với dầu bỡ. Chắc chắn rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh đã đến ủng hộ cửa hàng. Vâng, em chào anh. Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ ngay cho em nhá. Từ Kim Bôi Hòa Bình xuống thằng nào máy đấy em sợ là cũng hơi ấm ấm. Nhưng mà ấm thôi, chưa đến mức độ nóng. Đây anh vừa bán đấy, vừa đi ra về đấy. Thì anh để rồi nó sẽ nguội. Đây, 19 triệu đồng anh em nhá. Vâng. 999. Zin Việt Nam đời đầu. Anh em nào cái dòng anh em này là thích Zin Việt Nam đời đầu là anh em cân đối quay ra này cho biển. Anh em đang hỏi biển, anh Vũ Xuân. Hà Nội luôn anh ơi. Các em nhớ chiếc này còn có chứng minh thư chủ xe của một bác lớn tuổi. Rồi. 29N144783 đăng ký lại rồi nhưng mà nó là hàng chính chủ của bác ấy, sang tên bác ấy là kệ thôi, càng tốt cho mình đúng không? 17 triệu em mua không được anh ạ, biển Hà Nội nha anh em nhé. Vâng, cố lên các anh ơi. 19 triệu là những cái giá chia sẻ cũng rất hợp lý cho những chiếc Jeep Việt máy Thái, hàng còn đều và còn chất, dọn lên nó có hồn, nó có độ đẹp sáng chứ nó không có nhìn nó lem nhem đấy. Ừ, lem nhem là không có điểm. Tóm lại là 19 triệu bọn em về dọn, dọn đẹp luôn cho anh em. Đấy, mua trực tiếp của chủ xe luôn, cộng ăn bao nhiêu cộng với nhiều. Chân chính xác ạ. Thực ra là đi buôn là phải có lời có lãi đúng không ạ? Anh em nào mà hoan hỉ, thực ra là bọn em giá thành thì là bọn em đã giá trực tiếp rồi. Thực ra là có cộng buôn mà. Thì anh em nào hoan hỉ được ok đấy anh em. Anh Xuân Family 19 bao ship. Thôi anh ở Hà Nội thì em bao luôn cho anh ship của Hà Nội nhá. Cho anh Nguyễn Văn Tâm. Không được anh ạ. Vâng. Anh Nguyễn Văn Tâm ơi. Anh em này đang hỏi SH cà phê thì thôi có sẵn đây 19 xung sang bên này nè. Những cái dòng xe 1999 anh Hàn anh em đừng hỏi cây anh em. Mình quan trọng chất lượng máy bây giờ thôi, còn nó cây km thì thường thường là cũng có thể nó chết km một thời gian đúng không ạ? Nó không chính xác thì em không công bố có chuẩn được. Có ship đi Tuyên Quang không? Có anh. Có anh nhá. Tuyên Quang nhá. Có ship tất cả các tỉnh đấy ạ. Vâng. Giá bán tại cửa hàng dọn dẹp sạch sẽ cho anh em là 19 triệu đồng. Anh em nào mà thích thì có thể chuyển về tỉnh, anh em cộng thêm cái ship cho em mọi người. Vâng. Cảm ơn hàng mọi người rất nhiều ạ. Rắn rất giỏi, chắc chắn các bác cứ nghe em làm con đấy đi chưa chắc chất. Từ Kim Bôi Hòa Bình xuống nốt nhạc mà ngon lành như thế lo gì đâu. 19 triệu bao ship về anh đâu, anh đến... Xuân Family ơi. Vâng. Anh Xuân Family nếu mà Hà Nội thì được. Vâng, đấy em ở Hà Nội thì được. Cố gắng cân đối. Chứ còn ở tỉnh thì anh em cố gắng hoan hỉ giúp em. Dạ vâng. Tại vì ở tỉnh nó mất 2 lần ship, còn em một chuyến từ đây ra bến xe, từ bến xe về nhà các anh. Đấy các anh phải nhớ em có thể hỗ trợ từ đây ra bến xe, nhưng từ bến xe về nhà các anh phải cố gắng giúp em đúng không ạ? Nhật nội địa Hải Phòng. Máy móc làm sao?
em vừa tả rồi, vâng, chi tiết rồi đấy. Đầu anh thì ạ, chỉnh, cơ thì còn, hàng da máy vẫn zin, đầu bò khô ráo, lườn và gầm rất ấn tượng, nắp bình xăng ok, ạ, đều ấy anh ạ. Với cái giá đấy các anh em nên xem kỹ và chốt nhanh cho em. Vâng, giá thì dưới 20 triệu đấy anh em cân đối cho em, máy thì chạm rồi nhá, máy vâng, chạm nhưng được cái cơ còn. Vâng, đấy, đồ đạt đều, chất lượng thì con đấy thì em thấy là máy rất là ok. À, từ cái bô nó vẫn bô vẫn vòi, vẫn bô zin. Xuân Pha Bì, lượn đẹp nha anh em nhé. Trung đất Sóc Sơn. Anh để các bạn online rồi liên hệ với anh nhá. AB 19 em có nha anh. Có luôn. Điệp. Hôm nay cũng rất nhiều AB sẽ lên sóng trong buổi chiều ngày hôm nay đấy. SH nhá, em thể theo mong muốn của một anh đang hỏi SH nhập thì em có ngay chiếc cà phê để sẵn đây rồi, hàng cà phê nhập khẩu. Hàng máy 125 thôi, 125 biển 35 rồi. Rẻ là cái đứng đầu tiên của chiếc này. Có anh Phạm Hạnh ơi. Cho em một xíu em lên 110. Anh em nào đang tầm tiền ít mà muốn chơi SH mà lại chơi hẳn SH nhập, nhập lại chơi hẳn cà phê thì đừng bỏ qua sản phẩm này. Chia sẻ bất ngờ về giá luôn trong buổi live ngày hôm nay. Anh em nào có quan tâm thì vào luôn nhá. Biển 38, vâng, SH nhập biển 38. Anh liên hệ trực tiếp với số online bên em đi anh Xuân Phạm Nhi ơi. Sóc Sơn, từ đây Sóc Sơn là cũng mấy lít đấy ạ. Sorry, SH nhập biển 35, bảo sao cứ tìm biển 38 không thấy. Rồi giá em vẫn chia sẻ 28 triệu 500, mạnh dạn xuống giá để các bác quan tâm. 28 triệu 500, xuống thật sâu đi để anh em dễ tiếp cận. Đây vẫn còn những cái đồ sinh nhan nha, các bác nhìn cái sinh nhan này. Đấy, nhựa thì tôi cho phép bên em dọn mông má lại, nhưng em nhắc lại giá các bác ạ, 28 triệu 500, các bác có thể nhìn rõ chữ Made in Italia ở cái càng đóng không ạ? Đấy, chắc cam nhìn nó sẽ hơi ngược. Đây các bác nhìn này, Made in Italia, tức là hàng Italia nguyên chiếc, đĩa Italia, càng, mã phanh đều của nhập khẩu Italia hết. Đấy, hàng nhập khẩu mà các bác. Phần nhựa thì sau 5 tháng dùng nó xước, bên em sơn lại, cho em phép em sơn lại phần nhựa. Nhưng các cái cá lẫy này, các bác nhìn này, đấy, các cái đồ này, đấy, da máy này, tỉa rồi, làm đẹp rồi. Vành trước, vành sau và củ láp, các anh em nhìn thấy đẹp không ạ? Có 28 triệu 500, đấy, và những cái đồ xi nhan nắp hậu này, còn nguyên bản hết các bác ạ. Đấy. Hình thức thì đầu tư ngon lành, nhược điểm thì nó là cái biển tỉnh một chút. Rồi, bam, biển 35 Ninh Bình nha anh em nhá. Máy. Giá tình yêu thương 28 triệu thôi ạ. 28 triệu 500. Rồi, 28 triệu 500 nghìn anh em ạ. Vâng. Giá tình yêu. Ô này, các bác nhìn cái Oppo này, vẫn còn này. Vâng, máy 125, bản cà phê, đời 2008. Rồi, yên bọc lại, tay sách có tỉa, sơn có dọn. Đấy. Nhập anh Văn Dũng ơi, xe nhập khẩu anh em nhá, 125. Giá tình yêu thương cho anh em 28 triệu 500 nghìn biển. Biển này là biển 35 Ninh Bình ạ, 35K1 23109 cho em có 28 triệu 500 nghìn. Máy xưa. Một thời đấy nhờ. Vâng. Một thời anh em là gọi là lừng lẫy lắm mới mua đến SH nhập khẩu, bây giờ có 28 triệu 500 nghìn. Sang chất, không tự dưng nó sang chất, đơn giản là vì nó có độ bốc, độ chất và ngồi nó chạy nó sướng, cảm giác lái nó đã sướng, chưa nói đến giá trị thương hiệu của nó cao. Thì anh em ạ, SH nhập Ý là gần như đứng đầu bảng từ trước rồi. Okay. Đến bây giờ hiện tại những chiếc nhập khẩu Ý trên dưới 200 vẫn là những chiếc đắt nhất ở phân khúc SH. Okay. Nên anh em chào chị cứ liên hệ cho em, 28 triệu 500, mình vẫn chơi bình thường, vẫn có hoàng kim bảo hành bình thường. Đúng không ạ? Đang hỏi là 40 đến 50 triệu có con Dream. Nào? Chiếc 48 triệu 500 em vẫn còn mà. Hàng còn đẹp lắm anh ạ. Vâng anh nhá, hàng đẹp 22, rất đẹp. Rồi, rất là nhiều anh em đang comment. Dạ vâng, các bác còn nhu cầu những sản phẩm gì nào? AB, AB 219 nhá, tí nữa đưa cả AB 219. Nhìn xấu. Xấu anh? Anh nói thế nào thôi, em thấy SH thì chưa bao giờ nhìn xấu cả. Anh có thể so sánh với ngày xưa thì ý anh bảo là form dáng này nó không được đẹp đúng không? Thì thôi sở thích em không nói, nhưng mà SH. Rất nhiều chị nhiều lắm em ơi. Ngày nay ngày qua chưa có anh mốt, giờ nay ra cho chị ăn mốt nhá. Ừ, rồi. Có ngay, ừ, sẽ có ngay. Charlie hiện tại em không còn bố của con ạ. À, Vision cũ bên em có anh Việt Hưng nhá. Vâng, anh 7 sẹo Hải Phòng, anh muốn nuôi dùng. Nuôi là chết đấy, tại thời điểm này là nuôi là to đấy. Ăn tốn lắm. Tốn lắm em ạ. Nguyên xin diệt mồi anh ạ, chết giờ tình hình này á, anh bảo giờ nuôi. Cái công ty bảo giờ nuôi chị Dung khó khăn lắm. Ăn thì nhiều, uống thì lắm. uống thì kinh. Thế là thôi bây giờ cố gắng làm sao cân đối vừa làm vừa ăn. Vâng. Nuôi thân cho béo mầm. Tự thân vận động thôi, không ai nuôi cả anh em nhá. Vâng. Rồi, nhiều huân huy chương thế, em được 4 cái vẫn đang chưa được tăng hạng đâu. Anh khi nào em đeo 5 6 cái thì lúc đấy nó phải rực rỡ hơn đúng không ạ? Vâng. Rồi. 2X mua được xe gì? Nhiều anh ạ. 2X mua được nhiều xe. Anh Nguyễn Văn Hóa có được gym tầm 40. Không có anh ạ. Vâng, có khách đến 2017. Có ạ, vâng, bản Prima vẫn có. Ui dồi, bùa yêu Hòa Bình. Anh bùa yêu Hòa Bình ơi, cho em xin cái bùa yêu anh ơi. Để mình mua.
Rồi, quay 7 8 triệu à? Có anh nhá, hơn 8 triệu một chiếc GRX 2010 biển Hà Nội. Vâng, AB anh em nhá. AB bản ABS 150 đấy, cho em. Các bác ạ, đắt là đắt đấy. Cái 150 này này và nó là cái màu xanh sần. Các bác nhớ cho em cái màu xanh sần này là đắt nhất ở năm 2021 với những chiếc AB 150. Đấy, các bác nhìn này, phanh ABS hàng 150 mà phanh ABS chống bó cứng. Phanh ABS này, sơn này đều còn nguyên bản hết. Đấy, các bác thấy đẹp không? Hay là cả những chiếc lốp của 2021 tuần thứ 23 2021 này các bác còn nguyên zin. Cái mép vành nha các bác nhìn, cả cái mép vành vòng tròn nó không có một chút nào là một chút méo cả. Đấy, những cái chiếc mép vành còn đẹp nữa. Càng ốc trục nguyên zin. Đấy, ăn xăng cũng mua 2,17, rất tiết kiệm. Đấy, đồ sơn này nguyên bản. Hay là cái tay phanh các bác nhìn sướng không? Đấy, đẹp thế này mà đúng không ạ? Toàn bộ này đều là zin. Tem cũng nguyên bản. Đấy, hay là cái gầm này cũng theo xe. Hàng để trong yếm ngoài đều zin. Các bác nhìn này. Ơi, những cái để chân sau hay là những tem ni tem xịn này nó bị sứt một tí nhưng thôi bọn em để nguyên vì tôn trọng nó là nguyên bản các bác ạ. Đấy, dán ni lông xung quanh này nhưng đã bóc rồi. Hàng này bản Spyco Edition ra máy nguyên zin, lốp trước lốp sau đều rất đẹp vành cả. Đời 2021 mà nó là đời biển 37 anh em nhá, 37G185770 cho em bản xanh sần. Đấy, đời 2021 150 xanh ABS cho em ạ. Đây bản sần anh em nhìn này, bản sần này. Đấy, yên áo vẫn còn nguyên zin. Đây, quay chị cái mặt đồng hồ trên này. Còn phím nguyên tay cầm vẫn còn nguyên zin ạ. Đây, phanh ABS luôn. Đấy, tiếp tục quay cả bên này, đưa từ bên này sang bên này. Ok nha anh em nhá, xe thì hàng chất lượng rồi. Yên này cũng zin. Đấy, các phím đồ zin, yên zin. Tay sách này vẫn nguyên bản luôn các bác này, chưa tháo cả tay sách ra các bác thấy. Chưa tháo tay sách thì tay sách nguyên cốp nguyên bản hết. Đấy. Hàng tháng cuối năm của 2021, yên zin, máy nguyên zin và sơn theo xe. Giá mới thì vô cùng không rẻ tí nào, 57 đăng ký hơn 60. Nhưng hôm nay các bác ạ, 38.800 một sản phẩm rất lướt. Đây các bác nhìn lốp còn và dày, đúng không ạ? Sơn thì nguyên bản em vừa tả chi tiết rồi mà còn có 38.800. Anh em nào nhanh tay sở hữu luôn chiếc này, cần gì phải mua mới, chỉ được 125 mà đăng ký xong nó mất 46 47 triệu. Với biển Hà Nội phải 48 50. Anh em có AB mới anh em có thể lên tiếng để em được biết giá đúng không ạ? Chắc chắn là phải 43 44, đăng ký Hà Nội phải xấp xỉ 50. Đấy là mới với những chiếc 125 thôi. Còn 160 thì đăng ký hơn 60. Trong khi đấy hàng máy zin sơn vẫn theo xe, lốp zin mà bên em có 38.800. Anh em bỏ lỡ phí quá. Vì cái hàng này động cơ 150 nó rất khỏe, nó chắc, nó chất. Mà cái màu các bác cùng ý là cái màu xanh sần này người ta hay gọi là bản đặc biệt. Với cái tem là Spyco Edition ấy, gọi là bản đặc biệt giới hạn luôn. Mà giá thành bên em đưa ra có 38.800. Em lúc đầu nhìn giá còn giật mình, tưởng nhầm số 3 đầu thành số 4 đầu thành số 3 cơ. Nhưng mà đúng là hợp lý quá. Anh em nào đang có mặt trên này chia sẻ giúp em đi. Với 38.800 thì hợp rất hợp lý. Anh em đang hỏi, em có ship tất cả các tỉnh nha anh nhé. Anh em đang hỏi là xe này ở thành phố Hồ Chí Minh chạy quảng cáo 21 24 triệu không có đâu anh ạ. Ui. Không có đâu. 21 24 triệu 150. Nó chỉ 150. Chạy quảng cáo đến cho anh đọc được. Khi anh đến nơi anh gọi điện trực tiếp xe này không còn đâu ạ. Đấy. Anh em cũng hình dung mình bỏ ra 60 triệu. Em cứ nghĩ là anh ở tỉnh là 59 triệu mua mới tinh. Anh chạy chưa thay một cái lốp. Anh đi bán ra 20 triệu anh có bán không? Nếu anh là chủ xe, anh có bán hay không? Được có 2 năm, chắc chắn các anh không bán đúng không ạ? Sao mình phải đi bán ra đây? Mình cũng phải bán 38 40 chứ. Thì thôi em nhập giá xem như thế em để ra cho các bác lỗ gần 20 triệu rồi mà. Anh em liên hệ trực tiếp với anh, chờ em chờ chị. Dạ vâng. Đây. Anh Hiển Ngộ đang hỏi lại cái con SHM 28.500, em giới thiệu lại cho anh ấy để anh ấy. Một chiếc SH nhập cà phê, máy 125 biển 35. Hình thức thì em chia sẻ có sơn dọn đẹp với đồ sần và đồ nhựa bóng, đúng không ạ? Còn đồ nhũ là vẫn còn, xi nhan bóng hậu hay nắp hậu đều còn, bóng pha đều còn, hàng chuẩn nhập ý nhá. Vành trước, vành sau đều made in Italia hết. Đấy, với giá 28.500, hàng là giao xe cho các bạn ngon lành hết, có bảo hành 3 tháng kèm theo để các bạn thoải mái. Với những chiếc nhập khẩu được bảo hành là cũng thoải mái rồi, đúng không em còn. Vâng, đấy anh ơi. Con SH giờ xong đấy là nó là hàng nhập khẩu anh nhé, 125. Vâng. Đấy, biển thì biển 35 Ninh Bình, 28.500. Anh có nhu cầu thì bên em sẽ em vừa gửi số điện thoại cho các bạn, nhân viên các bạn sẽ gọi điện trực tiếp cho anh nhé. Rồi, cảm anh rất nhiều. Quyết định. Này giá bao nhiêu? 38.800, biển 37 nhá, em nhớ quay luôn vào xe những lúc mà báo. Vâng. Anh Nguyễn Văn Hóa có đờ Zim Thái 40, em đang chưa có, có Guia đẹp, anh Nguyễn Quyết Đặng có luôn, anh Quyết Đặng ơi, đây Guia đẹp đây, 2022 là đẹp chưa anh? Lại màu đen sần, cũng là màu đặc biệt luôn. Đấy, các anh em giới thiệu những sản phẩm đẹp và chất thế này, sướng đúng không ạ? Vì nó thật thực tế, nó rất thực tế luôn, các bác nhìn thấy đồ nó là nguyên bản nhà máy, càng nó là nhà máy, vành nó là nhà máy Mayer trục, nó đều là nhà máy Honda sản xuất đấy. Các cái tem đóng càng ở trong này, tháng 10 2022, các cái tem
mã seri chống sơn ở trong đều zin hết. Ốc cũng vậy. Đấy, nó rất thật các bác ạ. Hàng này mình tả sai không tả nổi chứ. Đây các bác công nhận không? Đây 2022. Điển ngộ ạ. Lốp 2022, tuần thứ 40 2022. Đấy. Càng thì đóng tháng 10, lốp thì tuần thứ 40, năm con 52 tuần, vậy là cuối rồi. Xe này cuối 2022. Chân lan ốc trục còn zin hết. À các bác nhìn tem cũng vậy. Những cái phần rồi. Mà hay xước đây. Hay xước đây. Bản còn nguyên sần, hết. Bản sần. Đúng rồi ạ. Giá nhất là bản sần anh em ạ, 6.000 cây. Em đây anh trai Nguyên ơi, em đây. Zin hết các bạn. Rồi, hộp anh xích, em quay xem một vòng những dòng xe này nó hàng lướt rồi. Lốp trước, lốp sau theo xe tất. Hàng zin mà. Zin vâng. Hết. Nó là hàng zin này, em báo zin anh em nhá. Biển con này là biển 36, đúng anh em, đúng biển đúng tỉnh. Thì mọi người cân đối cho em xe này, nếu đúng biển đúng tỉnh. Còn không thì mọi người quan trọng lấy xe đi lại, đi biển đi lại. Vâng. 36C2 1252. Ui giời ơi, biển đẹp chưa? 2525. Đấy, các bác phải để ý cả biển nhá. Anh em ở 36 mình đâu hết rồi, vào luôn cho em đi. Mong các bác chia sẻ để mấy anh em trong tỉnh mình có thể chọn được một cái 12525. Dù gì nó cũng là biển đẹp. Đấy. Anh em nào nhanh tay nhá, giá chia sẻ trên live 16.400.000. Đấy, hàng anh em ạ, tháng 10 2022. 164 à? Bớt anh em 200 đi lại tàu đường, 16.200.000. So với mới thì nhiều anh bảo không lái được nhiều, nhưng chia sẻ quay nó là hàng ông vua của giữ giá, nó sẽ không lái được nhiều là thật sự. Đấy, nhưng mà bù lại các bạn ạ, biển đẹp. Xe gọi là zin, gọi là lướt, hơn 6.000 cây mà, đúng không ạ? Zin hết luôn, đẹp. 16.200.000. Vâng. Cho caramel vào. 6.300 cây bản 2022 cho em mọi người nhá. Đây, năm sản xuất 2022 bản đen sần, 16.200.000. Có anh em nào chốt không ạ? Sang tên thì anh em thích thì sang tên, không thích thì thôi, không sao đâu ạ. Tại vì là cứ có dấu bên Hoàng Kiên xuất ra cho anh em rồi. Vâng. Quan trọng an ninh pháp lý, không ăn cắp ăn trộm, không bị là chuẩn nọ kia thì là ok mọi người nhé. Vâng, vì bên em bán mà có giấy tờ bên em bán okay, kèm theo. Ok anh Hiển Ngộ. Vâng. Anh em online nhắn tin cho anh Hiển Ngộ hộ chị nhá, với số điện thoại chị gửi cho Quỳnh đã. Rồi. Vâng. 16.200.000 12525. Dạ vâng, nhắn tin cho anh ấy, máy anh ấy không nhận người lạ, anh ấy đang rồi em có số điện thoại đây rồi. Cảm ơn anh Hiển Ngộ rất là nhiều, em gửi cho các bạn online đây rồi ạ. Các bạn sẽ nhắn tin cho anh sau giờ live hoặc một chút nữa anh nhé. Tại vì trong cái giờ live thì các bạn hơi bận một xíu, tại vì là bọn em hiện tại là đang live trên đa nền tảng. Vâng. Nên là anh Nguyễn Thành Đạt XSI155. Okay. Anh ơi anh nhắn anh tin cho bạn Nguyễn Minh Long đi ạ. Có Win. Win em còn nhá anh Long nhá. Anh Đạt thì XSI155 em đang hết, Win em mới live lúc sáng đấy ạ. Vâng. Một có hỗ trợ trả góp không? Thực ra là con này cũng được, nếu các anh có nhu cầu. Nhưng không sao, các anh cứ liên hệ bên em sẽ check qua cái bên ngân hàng thứ ba, tức là bên ngân hàng thứ ba họ check hồ sơ các anh ok, họ sẽ tiến hành trả góp theo vâng. chế độ của bên ngân hàng thứ ba anh nhá. Hà Nội anh về Hà Nội em cũng có đấy ạ. Đó, người vâng. Có con nào SMO sinh viên cho em một xíu, em có SMO sinh viên giá thì cứ rộng dao động tầm khoảng 28 triệu trở lên. Đó, đã có em rồi anh em nhé, biển Hà Nội có giá 30. 125 em có luôn. Vâng. Nhiều lắm, rất nhiều ạ. 125 em rất là nhiều. Đây lại lên một trực tiếp một chiếc xe 2.000 cây 50cc dành cho các bé đi học bản 2022 màu đen sần vừa mới mua tại buổi trưa ngày hôm nay. Hàng chưa dọn nhá, vâng. Chia sẻ là hơn 2.000 cây em mua trực tiếp đây, các bác nhìn cái mã số mà chủ đi vào hầm chung cư để đây này. Họ ký vé mới, chắc là mới ký mấy ngày hôm nay thôi này, đây này vẫn còn đây này, zin hết luôn từ cái mực số xe để vào bãi gửi của chung cư đấy. Dán thêm một cái cute này. Còn tem là Elite 50cc bản tem nổi nhé các bác, nhớ cho em bản tem nổi xe 2022 với cái lốp còn nguyên 2022 và rất dày. Đây các bác nhìn 2.000 cây nó còn nguyên cái gân giữa này, đây nó có một cái gân giữa này, cái gân giữa GG các bác nhìn đó, GG đây là còn nguyên gân giữa, mực sơn của nhà máy đóng này, nguyên zin, tem này, tất cả đồ này, nguyên bản hết này. Hàng 2.000 cây nó có lý do cả đây, các bác nhìn vào đây chứ không cần nhìn vào km, nó chạy ít hay không là các đồ này này, sơn này các bác nhìn màu đen sần, máy vẫn đang nổ suốt nhá. Máy zin, sơn zin, cả gương cũng theo xe, hai khóa em nhớ trên này 211 à. Em hỏi anh ấy sẽ biết còn khóa nữa không, vì em mua trực tiếp của anh ấy, anh Dũng. Ờ, vẫn nhớ con gái anh ấy đăng ký. Hàng Elite 2022. Rồi, biển số anh em nhá, 29AB76175, chiếc xe năm 2022 màu đen sần. Chưa biết là cái lúc xe này thì lướt mà các bác, giấy tờ sổ sách của anh ấy, sổ sách bảo hành này. Đấy là vẫn còn này. Đây giá mua đây các bác này. Đấy là giá ngoài hét nhá. Còn thực tế giá ngoài hét nó đánh xuống rồi đấy. Còn bác nào mua xe thì biết rồi, ngoài hét họ hay đánh giá xuống để mình đỡ mất tiền thuế đấy. Mình để đồng ý luôn. Ngày mua là 28 tháng 3 2022. Giá xe mua là 23 triệu. Các bác nhìn này, 23 triệu mấy trăm tiền thuế, chưa có biển nhá. Đăng ký xong thành 25, 26 đấy. Anh Văn Tâm
đã thu tiền anh, sổ sách bảo hành. Anh ơi, cái con vừa xong con zin đấy là em bán 19 triệu anh ạ. Sổ sách bảo hành, còn bảo hành đầy đủ nhá. Các bác nào có nhu cầu cần bảo hành thì xe này vẫn còn bảo hành của SVM. Đấy, bản thân những dòng xe này nó bền lắm. Mọi người mua cho các con không phải sửa chữa gì đâu. Con em, con anh Kiên em ấy đều đã dùng những phong giá này. Em toàn là người đi những cái dòng xe này. Nói thật là em có bản thân bọn em buôn xe thiếu gì xe đâu đúng không ạ? Yeah. Thế nhưng mà những cái dòng xe này em rất là thích vì lạnh. Nhất là nó đi nhẹ nhàng. Đó, đi chợ đi búa mà em cứ chạy quanh ấy. Đấy, đi tầm khoảng 5-7 cây quay đầu là bọn em toàn đi xe này thôi. Bền lắm mà đi nó lành, nó nhẹ nhàng. Đi đường phố nó lút lát, ok lắm. Đấy, 50cc 17.500.000 2022. Vâng, zin hơn 2.000 cây, cam kết chuẩn từng km một. Vì đây là mua với chủ, em là người liên hệ với chủ luôn để mua được chiếc xe này. Và đến thì chia sẻ là cũng chưa kịp dọn đây, cái này phải đánh xi cho nó hết cái màu chữ số rồi, của nhà anh Nguyễn Chí Minh, em thấy anh rồi đấy ạ. Vào cái hộp biển, làm sạch cái Oppo, thế là xong thôi. Thì hàng nó cũng chả cần phải đầu tư thêm. 17.500.000 SH2023 160 giá thế nào shop? Em có biển tỉnh được không anh? 89 triệu cho biển Linh. Hà Nội. À biển 90, sorry, 89 triệu anh, cho biển 90. Minh Thắng Trần, cửa hàng mình ở đâu? Cửa hàng em 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh nhá. Địa phận là chợ xe máy cũ Chùa Hà đấy ạ. Được rồi, S21 mà, khách hỏi S21. Vâng, nhiều anh em hỏi S21 năm rồi. Về, anh em lên S21 sau. Hàng mới về rồi, tiếp tục anh em nhé. Anh Hoành Thắng 82 đẹp, em còn hàng liên danh thôi, hàng xịn thì em này không còn rồi. Xe Vision, vâng, cũng có rất nhiều Vision. Vẫn là những chiếc Way ZX. Đây, các bác nào chạy dịch vụ xe ôm Grab hoặc cần một chiếc xe đi ăn đi làm với tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu thì mẫu này là mẫu gần như em đánh giá là tối ưu hóa nhất. Vâng. Đồ thay thì rẻ, dễ sửa chữa mà lại tiết kiệm nhiên liệu, mai sau bán lại không bị lộ thì các bác cứ tính, gọi là chắc bền lành, chỉ có giờ đấy. Đẹp nó thua VA. Đấy, nhưng mà các bác mình lấy thì nó cũng không xấu đúng không ạ? Thì thôi mình cứ chơi con này đi, nó lại bền mà lại khỏe. Mua mới thì Way ZX nằm trong top Way đắt nhất. Bản này là ZX vành nan phanh đĩa. Ừ. Bản đắt thứ hai sau bản vành đúc thôi. Sơn vẫn được trang bị sơn sần này, các bác nhìn cái lớp sơn sần này. Đấy, sơn sần này. Đấy, sơn sần. Màu đỏ đen, động cơ là máy zin nhá, em kiểm tra máy zin. Vâng. Rồi, xin giá, ok anh, chờ em một xíu em sẽ báo giá luôn cho anh em chiếc xe ZX anh em nhá. Bạn xem giấy, bản vành nan, thanh đĩa, biển số 36B81739 cho em, một vòng cho em. Xe được ba ngon lành cành đào rồi ạ, sạch sẽ cho anh em rồi. 2021, các bác nhớ bản 2021 là bản không có tông tắt đèn, tức là đèn nó sẽ sáng suốt đúng không ạ? Và khóa cốp các bác mở ở đây và ấn vào thì là mở cốp, chứ không phải mở đằng sau. Đấy, chế công nghệ BMG, tức là chế FI. Hàng nguyên đai nguyên kiện zin hết, các bác nhìn từ tem nhá, từ để tay sách nhá, từ các cái ốc này đều là zin hết, cái phần cốp này nguyên bản hết, hàng zin, máy cũng nguyên zin, có những cái để sân cao su thôi, còn cái da máy thì bên em có làm đẹp cái khu mình hay dẫm lên, nó có thể xây xước đi. Đây là zin hết luôn này các bác này. Đấy, tem nguyên, sơn zin, máy cũng theo xe. Rồi, giá anh em nào quan tâm đời 2021 để cho anh em mình là 15.400.000. 15.400.000 anh em. Các bác nhìn cái nước sơn zin. Mới thì 22 thôi, đăng ký chắc 23, 24 gì đấy. Đấy anh em ạ, nhưng mà Way với cái giá lãi đấy là em nghĩ rất hợp lý. Nên bác nào đang quan tâm thì bản này nó cũng là bản Sport của Honda. Đấy. Có sần, BMG. Tôi mua xe đầu năm 50cc, 2000 km xe đến trao đổi. Ok, anh Minh Thắng Trần. Anh follow bên em đi hoặc là anh inbox trực tiếp cho em đi, các bạn nhân viên các bạn sẽ lại tư vấn lại một lần nữa. Vâng. Hiện tại là bọn em live stream trực tuyến nên mong tất cả anh chị em thông cảm vì giới thiệu qua một lần xe. Giá Elite vừa rồi là 17.500.000. Vâng, em sẽ đi qua một chiếc xe khác. Hiện tại anh em nào mà vào sau thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho các bạn nhân viên online bên em. Các bạn sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho mọi người một lần nữa để chốt giá hoặc gì đó anh em nhé. Vâng, cần những chi tiết gì mà anh em chưa xem được trong lúc live trực tiếp, bên online sẽ gửi chi tiết ạ. Em muốn mua một chiếc xe không cần giấy, hiện tại xe không giấy bên mình không có. Không có anh, em có thể mua con xe vừa tiền thôi, rẻ thôi. Tầm khoảng 3-4-5 triệu bên mình có đấy. Đúng rồi ạ. Xe không giấy đi. Xe số, xe ga đều đủ hết. Chiếc Way để bán giá là 15.400.000 nhá. Ở đây là, sau đây là một mẫu em cũng rất ấn tượng với cái AB mẫu này. Không, AB mình nhiều nha anh em nhá. Có mà. Xăng tên có mất thêm nhiều tiền không? Tùy tùy xe điểm, và tùy biển nữa. Vâng. Xe AB, cao thuế nó cao. AB xe rẻ thuế nó thấp. Có đấy ạ. Anh em có một chiếc đen sần rất đẹp. Các anh em nào quan tâm thì các đen bạn online. Đen sần là đỏ. Vâng. Đỏ. Màu đen sần rất đẹp. Đỏ thì là đỏ cờ đấy ạ. Đỏ cờ. Vâng. Chưa. Nhiều khi nhìn nghĩ đến nó rồi. Anh Dũng Phở mấy tiền? Anh hỏi xe nào? Dũng Phở con 5 triệu ạ? 5 triệu anh em lấy cho em xe ra.
Có cả xe số Jupiter em bán có 4 triệu 7 đấy. Bác nào quan tâm thì em có thể gửi chiếc Jupiter 4 triệu 7 cho các anh nhé. Thực ra là mình cố lên mà mua xe tầm xe có xe đi lại thì chứ mua xe không giấy làm gì. Vâng. Đi không giấy chẳng may công an người ta bắt phát vì mất xe. Nó không yên tâm, quan trọng quá trình mình lái nó không yên tâm, đầu óc mình cảm thấy nó bất an là mình đi lại nó cũng không an toàn. Nên là các bác hãy cân đối. Gặp công an nó giật mình. Lúc to lúc nhỏ chị để như lúc sáng nghe rõ hơn. À. Ok. Nhớ được vị trí để lúc sáng. Rồi. Em bây giờ đến vị trí của em để đâu em cũng không nhớ nữa anh em ạ. Rồi các bác nào quan tâm thì lại là đen sần, hôm nay rất nhiều xe đen sần và Silos xe số của Yamaha cũng là bản đen sần, nó là bản đắt nhất, có thể là thị hiếu thôi. Chứ em chia sẻ với các bác nhé, để mà em sơn tỉa lại thì sơn sần này dễ hơn sơn bóng. Đấy, mà cái sơn bóng mà có cái màu 3D thì nó gọi là không thể sơn được luôn. Nên sơn sần nó dễ nhưng nó lại đắt vì nó thiết kế kèm theo nữa. Tức là các cái chi tiết kèm theo cái màu sơn thì các bác, những cái tem đỏ này hay là vành sport này nó rất là rắn và đanh và đẹp. Đấy, tem nó đã đẹp, kết hợp phối kết hợp với nhau ấy, nó tổng quan thì một chiếc xe đẹp. Nên cái bản đen sần bao giờ cũng là bản đắt nhất. Chiếc này thì các bác có thể nhìn càng vành đều nguyên bản Yamaha 2022 nhá, lốp còn zin theo xe. Em mua trực tiếp chiếc này lốp zin, các bác có thể xem cái lốp này, hàng của 2022 mà zin đẹp, lốp zin đời 2022 3722 cuối năm 2022 rồi, vành em không có một chỗ nào bị sập luôn, vành zin ốc nguyên sơn này anh em nhìn, nó xước một chút này, đây cũng là nguyên bản luôn nhé, em để zin để bác nào không thích thì bóc luôn cái tem này ra đỡ thấy xước, đây nó xước tem thôi, không phải xước vào thịt, nó nguyên bản nên em để zin. Đấy, cái đầu bò này, quay cái đầu bò bên trong nó nhìn quả đầu bò Silos, đầu bò bốn ốc đẹp không ạ, đầu bò zin, máy zin sơn cũng theo xe, cái phần ra máy này rất đẹp. RC anh em nhá, bản đen sần RC cho em biển 34, sơn zin máy zin ạ, biển 34F E1 35221. Đấy anh em, anh nghe tiếng máy hộ em bản chế cơ này. Rất là nhiều anh em thích đấy ạ. Nhiều khi FI là anh em không thích bằng đâu, bản chế cơ chạy khoe lắm mọi người. Thứ nhất là hình dáng, thứ hai là máy móc chạy ok. Đấy, quay rồi quay chi tiết cho chị bên gần này. Ra máy vẫn cùng nguyên zin anh em nhé. Đây, xăng chạy 1.99L, thôi tóm lại 2L 100 cây. Vẫn rất đấy, là nằm trong khu vực tiết kiệm thoải mái cho anh em mình đấy, có thể cân đối. Mặt mũi pha kính này anh em nhìn này, hình hài này. Đấy, đồ đạc. Đây các bác lên tiếp tục lên xem cái tay nắm và đồ đúng không ạ? Tay nắm và phím quay đằng này mới thấy được cái tay nắm và phím đề, phím còi. Còn nguyên tay nắm zin này các bác vẫn còn co ngót này, phím đề này, đúng không ạ? Đồ sần này, nguyên bản hết này, các bác nhìn hàng zin đúng không ạ? Hàng zin nhá, xe của 2022, bản vành đúc vành đĩa, bản đắt nhất, động cơ của Silos là động cơ 115 khỏe, bốc chắc. Xăng thì anh em vừa thấy chưa đến 2 lít, không lo về tốn xăng, đời mới tiết kiệm mà, đúng không ạ? Giá thành trên live hôm nay còn 15.500.000, anh em nào đúng tỉnh 34 quê mình hay là những anh em cần những chiếc xe nó mang tính chất chất bốc chắc chắn thì liên hệ ngay cho chiếc Silos Silos 3 4.7 hay là Silos có Silos 4.7 màu bạc nhà 64 ấy. Máy chất anh em ạ. Vâng. Máy chất hàng chất lượng 9.000 cây. Hàng mới lướt. Lướt. Giá 15.500 các bác ạ, đổ xăng lăn bánh luôn, không phải lo gì cả. Hàng này nó là hàng gần như là lướt, lốp láp zin, đồ zin hết mà. Rồi anh em nhìn. Đấy. Nguyên zin hết nha mọi người nha, bản sần nguyên zin. Thực ra dòng sần kể cả từ Yamaha đến đi Honda, riêng sần nó là hàng đắt nhất rồi. 9.000 cây. Anh em quan tâm cho em những chiếc Silos mà bản chế cơ này thì inbox trực tiếp cho bên em mọi người nhá, đặt cọc luôn cũng được anh em ạ. Nếu mà anh em ở gần mọi người có thể qua trực tiếp bên xe máy Hoàng Kiên, hoặc anh em ở xa mọi người có thể đặt cọc, bên em cam kết với những cái gì bọn em nói ra nó là chuẩn mọi đúng người nhá. À, chuẩn luôn đấy ạ. Bỏ thêm 5 triệu mua chiếc xe mới ok anh. 23 triệu mới chưa đăng ký, anh em có thể check bản vành đúc vành đĩa. Anh đúng bảo rồi, bỏ thêm 5 khả năng là anh lấy bản vành nan, vành cơ hoặc vành đĩa. Đấy, như bản vành đúc thôi, cho chị cái con nó sẽ cao 4 triệu mấy lên đây cho anh em lấy về đi ăn đi làm. Đúng không ạ? Ôi trời ơi. Rồi Bắc Ninh. Dream Việt hôm nay con có con 19 triệu đấy anh em. Bản đời 1999, xe chất lượng lắm. Thực ra là bản thân là bọn em bán xe không phải là cứ khen hay đâu. Vâng. Cứ con nào không được bọn em nói luôn là không. Chính đấy, xác. Con chỗ nào nó chưa làm được rồi. Vâng. Đấy, hay là được. Chưa được thì bọn em cũng sẽ là cân đối để cho thợ bên em dọn lại, làm lại. Nhiều khi vì xe cũ cũng không tránh khỏi còn được. Rất nhiều, bên em có chế độ quan con trọng là sau bán hàng. Con Silos 2022, hàng là lốp đồ đều zin, đồ đạc nguyên zin anh nhé. Đấy. Chia sẻ là xe bên em có bảo hành sau bán hàng, nên khách hàng cũng là những người trực tiếp trải nghiệm. Nếu có vấn đề các bác hoàn toàn có thể trực tiếp đến cửa hàng 52, bên em sẽ hỗ trợ vấn đề sửa chữa bảo dưỡng hoặc là chỉnh xe ý anh em.
anh em ở xa nếu lỗi ví dụ bình ắc quy chẳng hạn đúng không? Về tôi học báo anh, em có thể hỗ trợ vì đó là chế độ Quang Trình 511 anh đang bảo là con gì 19 triệu đâu. Lúc đầu like là em có lên like đấy, không biết anh em ở trên đấy cũng hỏi nhiều, không biết là đã có bát nào. Vâng, hiện tại cũng có bị ẩn và có thực ra là cái comment của anh ấy là bị em hiện tại em đang like trên 4 máy. Em ra em nhảy comment nó hơi lâu một xíu. Mong tất cả anh chị em thông cảm. Dạ vâng. Đọc comment hơi chậm một người nhá. Mic tịt à? Mic tịt à? Chết cha, anh em nghe rõ mic tịt à? Rồi chào em xíu nhá. Rồi, tiếp tục chương trình đây, anh em quan tâm đến một chiếc gym hàng Việt Nam đời 2004, hàng gym Việt đời 2004 có đồ lên Thái với yếm Thái này, mặt nạ Thái này hay là tem và bô càng sau lên Thái rồi. Rồi thì lên được thì anh em hưởng, chả sao, rất nhiều anh em vẫn độ Thái bình thường mà đúng không ạ? Càng may ơi, có tỉa, cái đồ của xe còn này, các bác nhìn đồ mộc chân nan này là vành, là đồ gọi là đã dọn, hàng gym Việt lên Thái đã dọn dẹp, có tỉa. Rồi cái nước sơn này, sơn cốp vẫn còn. Anh em mày đi đâu hết nhỉ? Chân nan đồ dọn dẹp rồi nên là nó sẽ sạch sẽ mà giá tiền nó hợp lý cho những anh em có nhu cầu về gym. Gym Việt Nam anh em nhá, 29T4 2870, một chiếc xe Dream Việt Nam đời 2004 lên được càng Thái. Càng này, tem này. Đấy, lên được càng tem này. Bô thì bô này là không phải là bô xịn mà bô rồi. Này là bô Việt Nam. Tấu. Bô liên danh rồi. Vâng, cái này thì được thay thế vào rồi này, được cái còn ra máy thôi nó cũng vừa. 2004 bao nhiêu tiền em ơi? 19 triệu, giá mới luôn. Hôm nay thôi các bác ạ, bình thường vẫn là 18, 19 năm hay là 20, hôm nay em xuống 19. Rồi. Hàng sẵn rồi, cũng là vừa tầm tiền để anh em quan tâm. Dọn dẹp ngon lành hết rồi. Những cái đồ nhựa này này, nguyên bản này các bác nhìn này, những nhựa nguyên bản hay những cái pha này đều là pha hàng xịn hết đấy các bác nhá. Họ vào dọn không có đồ tàu. Đấy, kể cả những cái nhựa hay là tem, càng nó chỉ sơn tỉa lên thôi. Giá anh em mình quan tâm giá là 19 triệu chiếc Dream biển 29T. Đây Jupiter 4,7 triệu em vẫn nhớ chiếc này. Con Dream biển 19 triệu kia khung sườn đẹp luôn. Vâng. Anh em nó lại đời 1999. Con đấy ok không? Con đấy khung sườn ngon đấy ạ. Cái gầm em kiểm tra là ngon lành ngày nào đúng rồi, gầm siêu đẹp luôn, em quên không chụp gầm trên đấy rất đẹp. Xe ngay sau thôi mà, tí nữa anh em nào quan tâm thì anh em nào quan tâm chút em cho quay lại xe vừa mới mua của chủ xe đấy ạ. 4,7 triệu một chiếc Jupiter. Hình thức thì chia sẻ là xe chưa dọn dẹp gì đấy, nó thì vẫn là nguyên thôi, xe vẫn nổ còi kêu, hai bánh quay đều đấy, không có lỗi lầm gì cả đúng không ạ. Đây mất các cái chi tiết này là nguyên bản thì em cũng tả thật, nó không đẹp nhưng nó là nguyên bản, chân nan vành nó là nguyên bản, càng nó là nguyên bản, sơn đây nó cũng là nguyên bản. Đấy, nguyên bản thì nó cũng hợp lý. Được cái máy này, các bác nhìn quả máy này, cái hàng nó 4,7 triệu nhưng cái đầu bò nó khô ráo, nó có thua gì những xe xịn xò đắt tiền đâu. Tem zin này vẫn còn mà hình thức thì nó bình thường. Đây các bác đi ăn đi làm chạy dịch vụ hoặc giải quyết phương tiện đi lại thì cần gì phải đắt đỏ. Rồi, đỡ phải đi xe đạp. Kiểm tra cho anh Vũ Trọng Chiều con xe ấy xem nào. 125 15 triệu bán được không? Con biển 36 ấy. Còn quầy à? Ôi không, tận 16 6 16. Ui, 16 6 này còn tranh nhau nhiều quá. Vâng, em vẫn nhớ chiếc đấy. Con này thì là Jupiter 162 cho đi, con đấy là 162. Biển 30N7769 cho em. Đó. Giá thì tình yêu thương cho anh em nhá, dưới 5 triệu. 4,7 triệu 4,700,000 anh em đi ăn đi làm. Đề vẫn ngon. Đề phát hàng ngày, rất căng. Đề ngon. Còi kêu. Và tất nhiên là hai bánh quay đều, lốp trước lốp sau vẫn dày dặn đúng không ạ? Đấy, xe dán ni lông. Đúng rồi. Đấy, anh em làm cho em. Anh em làm cho em con xe này, tội gì xe mà làm con xe không giấy. Đúng không ạ? Nhiều khi xe này cũng chở hàng được. Hoặc là anh em làm lôi làm kéo cũng được, có hơn 4 triệu đồng thôi. Biển Hà Nội, đã được biển Hà Nội, biển 307769 đúng không ạ? 2011 đấy anh em ạ, đăng ký tại đời đầu thì đăng ký lại thôi, đời đầu bản du V này, du giờ này 203. Vâng, 203. Đấy, những anh em nào mà đang có nhu cầu tìm mua giá dao động tầm dưới 5 triệu mọi người đều cân đối cho em xe này. Tại vì những cái dòng xe ít tiền này không nhiều đâu mọi người nhé. Tại vì em có còn là phải đổi mua xe. Vào. Đấy, đổi xe. Mua vào cộng đâu đó cũng phải triệu tiền lái. Thế thành ra các bác ạ 4,7 triệu mà được biển Hà Nội vẫn nổ ngon, đầu bò khô không có chảy dầu ướt nhạt. Máy thì anh này, em hiểu, anh nó em cũng rất hợp lý đúng không ạ? Máy ngon đấy, luôn. Máy căng, lốp trước lốp sau dày dặn. Đang hơi ít xăng thôi. Tội gì anh em phải mua xe không giấy gì, nhiều khi đi nhiều bác đi còn em thấy còn mua cái xe tàu cũng giá tận 3-4 triệu rồi mà các bác tại sao không sang hàng hãng cho em, chạy hàng hãng. Đây là xe Jupiter nhá, xe hãng thì các bác cứ thoải mái, bền chắc thôi.
47 nha anh em nhá, 47 triệu. Biển Hà Nội đấy ạ. 4 triệu 7. Anh em sợ mất dép. 47 triệu anh em sợ. Anh là Trần Mạnh Thành có SH1, SH218 à, 28 có anh nhá, giá bây giờ rẻ lắm, toàn trên dưới 60 là anh lấy SH218 rồi. Quay tầm 10 triệu anh Văn Hóa có luôn anh nhá, inbox vâng. Trực tiếp cho bên em đi. Hiện tại là xem chưa lên được nhưng các bạn nhân viên online vâng. có hình ảnh cho anh đợt em. Đợt này luôn. Cái tầm quay hợp lý tiền em nhập khá nhiều. Vừa xong 4 triệu 7. Quá nhiều nhỉ. Yeah, 4 triệu 700 nghìn anh ạ. Con xe đấy không mua gì anh em, là lấy phương tiện đi lại. Anh Trịnh Ngọc Cường năm củ vào việc. Sao anh lại trả chiếc đấy em bán có 4 triệu 7 mà. Rồi. Anh hơi bị thoáng đấy. Con đỏ đằng sau mấy đây, đúng rồi anh đỏ, anh vào làm con này cho em đi. Con đỏ 2022. Em có rất nhiều màu, gồm có màu đỏ đen, màu bạc sần và màu đen sần. Là ba màu của bản Sport với form dáng SH1 2022. Đây là form dáng SH1 2022 bản Sport nhá các bác. Gồm có vành đen, càng đen. Em có. Đấy, phanh ABS chống bó cứng. Đồ đạc là nguyên zin từ lốp theo xe hay là cái sơn zin nguyên bản. Đồ inox tất cả nó liền lạc hết các bác xem. LED 2 tầng, inox chống rỉ, xi nhan, mắt pha nguyên bản hết. Hay là cái tay phanh, cùi tay nắm hay đến cái tay nắm cũng chưa có thay. Đúng không? Toàn bộ cái phần mép yếm này này rất hay xước, hay là phần gầm này. Bác nào có xe chắc không lạ, xước nhiều đúng không ạ? Chiếc này gần như không sao, một tí ở gầm chả đáng. Chưa sơn một giọt này, để bác nhìn zin. Để chân này bác nhìn đẹp. Nó là zin hết, cái lẫy nó kích băng luôn. Tem nguyên bản, tay sách vẫn zin theo xe này, bác nhìn cái tay sách này. Một chút có phay nhẹ một chút, chắc là thơm tại da phay một tí ở tay sách thôi. Còn inox này là zin. Ra máy lốp trước lốp sau nguyên bản hết các bác nhá. Rồi, đây biển số xe anh em này. Ui, ui ơi, say không bảo hút thuốc lá đấy. Biển hàng ABS bản Sport 29V7 826 2848 đúng không ạ? Hàng đây các bác nhìn đồ sần này nguyên bản này, tay sách đem vừa tả, nắp hậu, đồ đều nguyên bản. Cho Oppo đẹp không các bác nhìn, cho Oppo zin đẹp này, để dần thì phần này nó chưa cọ xuống đường, lần này nó chưa cọ xuống đường, tức nó chưa đổ thì nó zin hết những cái phần bên trong là chắc chắn rồi các bác thấy đây, hay là những phần này hay là tay phanh nó đều là nguyên bản hết các bác ạ. Hàng rất đẹp nhá, giá dành cho những bác nào quan tâm đến những chiếc lướt đây, quay cả km đồng hồ chạy có vài nghìn cây thôi. Phanh ABS này, công tơ 6.000 cây này, đồ các bác nhìn toàn bộ là nguyên zin, cái nẹp viền inox hay là cái tem gáy 2022 đều chuẩn hết. Anh em nào quan tâm thì liên hệ chiếc SH1 2022. Bên em đang giao giá bán cho các bác là 29V7. Đỏ nha anh em vâng. Nhá. Đỏ đô, đỏ đun. 60.500. Tháng 11 2022. 60.500.000 anh em ạ. Đăng ký xong thì đâu đó 75 triệu thôi, rẻ đâu ạ. Đắt đâu ạ. Em ngồi những cái dòng xe này, thực ra những cái dòng này thông dụng. Các anh em đi cũng được mà các chị em đi cũng được. Bản thân các chị em chiều cao vừa phải. Đi những dòng này rất là ok. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Nó zin từ lốp các bác nhá, từ lốp này đến cao này đến đồ đều nguyên bản hết, sơn thì bác các vừa đi một vòng rồi. Bản đẹp. Thân là những cái dòng xe này thì các chị em đi cũng rất là đẹp đấy ạ. Chính xác là các chị em, nó là dòng top xe ga hạng sang cho chị em nữ. Có hai chiếc nữ là có Vespa Sprint của nữ và SH1 của nữ là em thấy là dòng top xe hạng sang. Ngồi đặc biệt. Phanh ABS. Vâng. Phanh ABS. Chạy được 6.000 cây, màu đỏ. Đấy, dành cho các chị em mệnh thổ mệnh hỏa. Nếu mà các chị em không quan trọng mệnh thì các chị em có thể cân đối cho em dòng xe này. Vì bản thân những cái dòng xe này thì khi mà đăng ký nó rất là cao. Lên đến đăng ký là bị bây giờ 75 này, 7 mấy triệu đấy ạ. Lúc có thời điểm 68 triệu đúng đăng rồi. Ký Hà Nội xấp xỉ 10 triệu. SH1 75 đến 77. Cuộc sống là của bạn. 60.500. 60.500.000 nha anh chị nhá. 60.500 xong là của bạn. Vâng. Đấy anh chị em nào quan Gì tâm hết cho em. Bác nhìn đẹp đúng không ạ? Cái hàng thiết kế cực kỳ, nó là bản Sport. Mấy triệu không? Quên bản mấy Sport, triệu? Quên mấy triệu em có nha anh 7759 nhá. Vâng, có một vài chiếc thì okay. Căn bản là em chưa dọn xong được em, các bác ạ. Lương Văn Trung có xe CPR 150 không anh chị? Có sao vậy? Không còn CPR. Không còn à? Vâng. Còn con nào? Em còn G15 cũng không còn, TFX thôi, mấy dòng thể thao thôi. Em xếp lại có chiếc em đọc comment. Dạ vâng. Cho anh xem con SH đỏ. À đây rồi, anh vừa xong anh báo lúc nãy rồi đúng không? Đúng. Rất là nhiều anh em bên TikTok đang comment. Tại là đọc bị trượt comment hơi nhiều. Anh em đang có mặt trên, còn những sản phẩm nào cần có thể lên. Vừa rồi là một chiếc màu đỏ, nếu anh em cảm thấy chưa hài lòng thì em có ngay một màu đen bên cạnh đây. Giá cũng cực kỳ yêu thương. 52.500.
Đấy, các bác ạ, 60 triệu 500 ở trên thì cao. Nhưng các bác sang chiếc này nó còn mới đời hơn, nó chỉ khác là biển tỉnh. Đấy, các bác thấy giữa biển Hà Nội và tỉnh nó có một khoảng cách rõ ràng chưa ạ? Đời 2023, tức là cái chiếc vừa rồi 2022, chiếc này 2023. Em bán bây giờ còn có 52 triệu 500, cũng là bản đắt nhất, gồm có bản đen sần và phanh ABS. Đấy, các bác nhìn đều là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ, lốp vẫn còn nguyên bản, sơn zin, đồ cũng vẫn zin, em có thể đi một vòng. Hàng rất đẹp luôn các bác nhìn, hàng S21 nó thiết kế dành cho nữ mà, nên họ đặt tiêu chí đẹp gần như chỉ sau mỗi cái chất lượng thôi. Bình thường thì sẽ là rẻ rồi sẽ là tiết kiệm này tiết kiệm nọ, nhưng S21 họ làm các bác nhìn cái tem đồng đẹp, cái tem đồng nhìn lốp chống gì ra máy này còn nguyên bản hết, thụt dày dặn chắc chắn, hàng zin. Đấy, khác mỗi cái biển thôi. Đấy, biển tỉnh nên là thuế họ không mất cây nhiều và tiền biển họ không bị mất 4 triệu như là biển Hà Nội, nên giá thành rẻ hơn để các bác có thể yên tâm hơn. Các bác không quan tâm đến biển thì chiếc này gần như không có lựa chọn nào hợp lý hơn được. Giá em chia sẻ rồi, 52 triệu 500. Rồi anh em nào Hà Giang biển 23D1 anh em nhá, 49520. Và những chiếc bản đen sần đỏ rồi có rồi đúng không ạ? Bây giờ anh em lên quả đen sần. Biển này là biển tỉnh thì giá thành nó sẽ hợp lý hơn. Một chiếc là 60 triệu 500. Con này thì hơn 50 thôi anh em nhé, cũng là ABS mọi người ạ. Đấy, bản nó là biển tỉnh thì thường thường nó vâng, rẻ hơn những cái dòng xe biển Hà Nội. Tại vì thuế nó cao hơn, nó đắt hơn. Và không mất cái tiền biển. Đấy, nhiều các bác cũng bảo sao ở đấy lại cao, ở đây lại rẻ hay như thế nào. Đơn giản vì Hà Nội họ đánh cái thuế và đánh cái tiền biển 4 triệu với những xe trên 40 triệu. Vâng. Nên họ sẽ mất tiền đăng ký có biển cao hơn. Sau đó, sau khi họ bán thì cái tiền xe đấy họ đánh vào giá xe, TX, giá xe sẽ cao hơn. Còn TX ạ, em còn một chiếc biển... Lương ban biển trung 86 triệu, còn con TX nào không, chắc tầm không, hơn không 3 còn. Vâng, 34 triệu cho chiếc 2017 biển 89. Chiếc này là 52 triệu 500. 52 triệu 500 anh em nhá. Vâng. Dream Thái thì em còn xe Dream Thái anh em ạ. Còn Dream Thái, còn Dream Việt Nam. Oi quá anh em ạ, thời tiết nó không bị nắng nhưng mà quá là oi luôn. Vẫn còn em ạ. 2018. Còn một chiếc biển 14 được không anh? Em đang dọn dẹp với cái giá hơn 20 một chút, bản máy 155 banh phanh ABS. Anh, biển 14 ạ. Huy Mạnh, cửa hàng mình mấy giờ đóng cửa? Em 9 giờ mới đóng cửa cơ. Bác cứ thong thả, bác sắp xếp thời gian sau khi công việc xong đầu đấy hết. Anh em đang có mặt trên live cũng thế. 50 triệu có. Nếu... con Enatmo nào nữa không? Có nhá anh. Không đến dưới 50 rất nhiều. Đấy, quan trọng là cái đời thôi anh ạ. Anh tùy nhu cầu. Lấy đời cao thì 50 triệu đem có trong nhà em. Vâng. Có. Trên 2020 21 trở ra rồi. Huy Mạnh nhá, chắc là anh cũng xem bên em nhiều rồi anh biết đấy. Tại vì đóng cửa bên em tận đến 9 giờ bên em đóng cửa cơ. Nên anh cứ sắp xếp thời gian qua được lúc nào thì anh qua nhá anh Ngô Huy Mạnh nhá. Chiếc này thì thôi hợp lý, giá tiền dân dã vừa tầm tiền, hay vì nó rẻ, tiếp cận cho các bác tiếp cận rất dễ. Biển 19 các bác nhá, giá để cho anh em mình trên like là 27 triệu 800. 2014 anh em thấy hợp lý không ạ? Chẳng có đồng nào. Đức ơi, có tiền không? Không có đồng xu nào không? Giờ đi xin. 27 triệu 800. Rồi. 27 triệu 800. 2014. Chiếc xe. Không nghĩ là S21. Không nghĩ là S21 được. Giá này thì bây giờ các bác bảo bây giờ hai mấy triệu S21 tìm đâu được nữa, đúng không ạ? 27 triệu 800. Hàng vẫn có bảo hành đầy đủ. Vẫn là xe nữ hạng sang. Đi xe gì đến đấy hả em đi xe SH anh ạ, nghe cũng thấy hợp lý đúng không ạ? Anh em công nhận không, nó là thương có hiệu rồi. Anh ơi, chờ em xíu ấy, em cho anh em xem con SH này. Ngay em ơi, cho chị xem con SH này nhé. Chị đỏ. Em, chính xác là các chị em, anh em cũng chia sẻ để cho các chị em có thể biết được cái sản phẩm này giúp em. Một trong những sản phẩm S21 giá rất ok, 27 triệu 800. Với động cơ 125, đời 2014, máy móc có bảo hành kèm theo đầy đủ. Quay 110 em có. Rồi Canomen đi một vòng quanh để cho các bác có thể ưng ý. Biển thôi nhá, nhược điểm là cái biển. Nhũ là vẫn còn, vành càng đĩa đều còn nguyên, má phanh zin theo xe. Phần sơn thì có thể lâu năm bên em có tỉa không tránh, nhưng cái phần sần gầm đồ vẫn còn này các bác này. Sần vẫn còn này, gầm vẫn còn là mình quá uy tín để chân này. Gầm sần này, hai cái tem này, tem chuẩn 2014 này. Đấy, tay sách có tỉa, ra máy có tỉa, nhũ càng sau vẫn còn, nhìn có đuôi vẫn theo. 19 Phú Thọ. Vâng. 19B1 23518. Qua tình yêu. Những chị em ở Phú Thọ nếu cần một chiếc xe ga với giá tiền hợp lý phải chăng, cứ làm cho em con này để đi.
Làm luôn cho chị con này luôn em ơi. Anh em đang rất là máu lửa con xe SH màu đỏ này. Đúng rồi. Con này tầm ra đi, con này ra đi. Biển số xe đi để cho anh em ngắm luôn con xe SH này. Tại vì rất là nhiều anh em đang muốn tham khảo chiếc SH màu đỏ bên đẹp, đằng nhìn, sau. Các bác nhìn công nhận. Vâng, thế em vừa để em cùng cái này thì các bác có thể dễ nhận ra. Đây là một trong những form dáng đẹp nhất của những thế SH. Okay, từ đầu tiên cho đến bây giờ. Có sản xuất ở 3 năm, 2017, 2018 và 2019. Thì cái dòng SH này được các khách hàng đã trải nghiệm, đã tìm hiểu đều cho lại nhận xét chung. Đó là độ chắc chắn, tốt, rồi, dáng đẹp và sang trọng. Đống đa, biển biển đống tầng đa anh em ạ. Đây đẹp anh Mạnh Thành, có phải con này không? Anh đang thích con này đúng không ạ? Em thấy anh em rất là nhiều anh em đang comment. Cho anh xem con xe đằng sau, SH Nam bản LED 2 tầng màu đỏ vừa xong. Anh em nào mệnh thổ mệnh hỏa mọi người nhá. Bản LED 2 tầng đời 2018 cho em ạ, 150 ABS luôn. Đẹp thế. Đấy, 150 ABS mọi người mà nhá. Nhìn cái nước sơn tem này đi. Cũng là zin này các bác nhỉ. Tem zin càng đây vẫn còn, má phanh hay ABS này trong đều còn nguyên bản hết. Đấy, lốp vẫn theo xe của 2018 các bác nhá. Đây cái lốp này vẫn theo xe. Anh em có thể xem cái lốp vẫn còn zin 2018. Vâng. Càng vành vẫn zin, tem phanh ABS này, sơn này. Rồi, anh em thấy hàng từ 2018 đến giờ lốp còn chạy 6 năm vẫn một đôi lốp, tức là chủ đi ít đấy ạ. Mà chia sẻ thật sự với các bác một chút ngoài lề, cũng mấy ai lấy SH chạy Grab dịch vụ đâu, đúng không ạ? Nên là cái lượng SH mà nó đẹp, nó chất, nó đi ít là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng mà đây cũng tìm được cho các bác một chiếc đi siêu ít, hàng còn nguyên lốp, để chân không xước. Các bác nhìn cái phần để chân này rất hay bị ra ngoài này, mà quẹt vào một phát là nó xước, nó vẹt. Đây còn nguyên hết luôn này các bác nhìn. Cái tem này tem của nhà máy, tem xịn, vẫn còn không xước một dọc gì từ suốt trên giải tem. Đấy, cái da máy vẫn còn nguyên bản. Xe đi sau bao năm rồi đúng không ạ? Cả lốp sau nhìn la răng lốp này là cũng là lốp 2018 luôn. Đấy, lốp trước, lốp sau đều còn nguyên lốp 18 các bác nhìn. 6 năm còn nguyên đôi lốp vành Honda. Vành Honda, vành trước, vành sau đều zin không sơn một chút nào. Biển thì biển phố. Đấy. Được cái đó là 150 anh em ạ, biển 29 đi 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 đi. 29E2. Rồi. 45940. Yên theo xe, yên gì? Vâng, đấy, toàn duy nhất bộ sơn. Cái tài sách bán tiền, đúng cả xe duy nhất cái tài sách, tay nắm phím bấm này anh em có thể xem đẹp thế này mà anh em. Đấy, những anh nào đang thích cái form dáng này thì em nghĩ đừng bỏ qua, giá 72 triệu trên like cũng là rất yêu thương rồi. 150 ABS 72 triệu đồng anh em ạ. Rẻ đấy. Hơn một chiếc 125C các bác mua mới, chưa đăng ký, đăng ký xong phải 80 trở ra thì các bác bỏ ra 72 triệu mua xe. Rồi. Bây giờ nhắc đến SH là các bác phải có 80 lẻ các bác mới mua được, dù là bản thấp nhất 125CBF biển Hà Nội. Nhưng khi đến với Hoàng Kiên các bác bỏ ra có 72 triệu là 150 lại còn phanh ABS. Các anh em nhớ nhé, đã 150 là còn phanh ABS chống bó cứng. Và với SH là ABS bó cứng cả trước sau, hai phanh ABS, tức là phanh trước và phanh sau đều trang bị ABS. Hay đúng không ạ? Được cái nó là 150. Vâng. Nó lại ABS. Được tất nhưng luôn. Đây là nó là bản đỏ sần, bản đỏ. Vâng. Anh em mà lên bản đen sần thì nó sẽ cao hơn mọi người nhé. Vâng. Trên 80 triệu anh em mới mua được bản đen sần. Đấy. Oddo à, anh Oddo thì chia sẻ thì thôi, lốp còn thì nó tầm dưới 2 vạn, hiện 1 vạn 3 cũng rất là thật. Các bác có thể quay lại những cái chi tiết này để đánh giá cái chất lượng chuẩn. Vì cái tay nắm này nó còn co ngót này, cái phím này nó còn này, cái đồ sần nó vẫn còn gai này. Các bác nhìn Oddo 1 vạn 3 này, còn em cũng gọi là mộc mộc thì đưa lên đây luôn. Vì có phải sơn đâu, vừa chia sẻ với các em đấy, các anh đấy. Ở Bình Định mua thì sao? Anh ơi liên hệ trực tiếp với số online bên em ship tất cả các tỉnh nha anh nhá. Mà dáng thì đẹp, rất đẹp. Ngồi lên để cho 150 anh em làm mẫu. Nói chung là các bác cứ thoải mái thôi, vì cũng không có gì mà để chân thoải mái cả hai bên không khó. Máy 150 lên dốc hoặc tải ba đi những cái hầm chung cư nhỏ nhỏ, không cần phải vợ lên trước, tí nữa anh lên sau đón. Đấy, vì nó khỏe 150, nhiều khi lên hầm đúng không ạ? Nếu mà lai vợ đi mà cảm thấy cái dốc to mà lên hầm chung cư thì cao cao thì lại bảo vợ lên trước đi, tí này lên đâu, xe đó. Bỏ máy xuống mày đẩy cho bố mày, để bố mày đi. Không, chia sẻ thật sự nhiều quả hầm là cũng mệt đấy đúng không ạ? Em không biết cao. Hầm cho các bác thế nào, chứ nhiều hầm như hầm nhà B1 này của em là đến bản thân em một số những xe là cũng phải khéo mới lai được người lên vì nó dốc quá. Nhưng mà 150 thì thoải mái đi. Đấy, lên thoải mái vì nó khỏe. Tải trọng của SH 139 cân thân xe nên là quá trình nó phải to dung tích một tí. Giá này em thấy là giá quá hợp lý luôn, 72 triệu một chiếc xe 150 ABS mà là đời 2018, nên anh em cân đối cho em nhé. Màu mà đẹp, thì nó sơn zin của nó các bác, cái sơn đỏ em chia sẻ, nếu các bác giữ mà nó bị xước hoặc bị sơn lại nó sẽ đá màu nhau, rất dễ đá màu. Để nắng mưa nó ố màu, nó phai, nó mất màu cũng lại phải nó đá màu nhau. Nhưng đây nó liền thành một khối, nó đanh, các bác nhìn thấy nó liền tất cả. 125 đắt hơn, không phải đâu anh em ơi, 125 không thể
đắt hơn được. Rẻ hơn chứ anh mà. Chắc nhiều chỗ bán đắt thôi. Em bán rẻ anh em bất ngờ đấy. 150 nó sẽ đắt hơn 125 và ABS nó sẽ đắt hơn CBS. Đấy, nhiều anh em thì thực ra là không gì, có những anh em biết là CBS và anh em biết ABS nhiều. Đầu máy KF chuẩn luôn 150. Thông số 150. Đấy. Vâng. Chuẩn hết các bác nhỉ. Anh em nào mà cần thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với số live bên em mọi người nhá. Vâng. Liberty bao đâu? Liberty đâu? Còn Liberty. Chắc đang từ quá trình giao dịch với chủ ở trong nhà để anh em xem dòng thì sẽ dắt ra nhá. Vâng. Xong thì dắt ra để hỏi giá. Đó, những cái dòng xe bên em tương đối là ok đấy, tại vì là những cái dòng xe đấy nó không ABS thì cũng không nhiều. Vấn đề là cũng không nhiều, còn những dòng xe nữa mà nó không 125. Cao quá, nó mới cái giá 72 hoàn toàn cho các bác mua xe mới đang có ý định mua xe mới chuyển một phát sang chơi hẳn 150 ABS. Các bác cứ ra cửa hàng hét mới, các bác đi mua mới. Các bác hỏi cho em 150 ABS giờ bao tiền là các bác sẽ biết. Biển không đẹp 121. Thôi anh ạ, từ tóm lại là nó cũng gọi là không được hàng, không được biển xuất sắc thôi, là nó không phải xấu quá thì thôi mình cũng tạm chấp nhận được anh ạ. Vâng, anh để em kiểm tra anh. Xe cứ rẻ hơn nó làm gì có rẻ mà ngon bổ rẻ đâu. Xe nát rẻ hơn đúng không? Có làm gì có xe, thực ra là xe nó xấu hơn một tí thôi, nói là nát thì hơi quá. Vì bản thân bọn em là xe nát, xe xấu, xe tai nạn ngập nước là bên em không mua. Đấy, khẳng định với anh em luôn là anh em kể cả anh em có mang đến bán xe bị tai nạn hay này nọ là bên em kiểm tra cũng không mua đâu ạ, rẻ cũng không mua. Cái quan trọng là uy tín nó lên thương hiệu nó ở chỗ đấy. Quan trọng anh em mua nhà em rồi, mấy nữa anh em lại bán lại cho em. Đấy, anh em thay xe khác, đấy nó là bình thường mà. Winner V2 có không anh? Có chứ anh. Em còn nhé. Vâng, cả V2, V3 đều đầy đủ hết. Vâng, anh em có xe lấy xe gì thì mọi người cứ comment ở đây để em lên mọi người nhé. Vâng, nhập SH cổ. Nhập. Lại nhập khẩu một chiếc màu đen, màu cà phê có rồi thì bây giờ em lại còn có thêm màu đen. Giá cũng vừa phải đấy anh em nhá. Biển 29D2, cho em vâng. Chụp vào phòng đi. Hàng máy 150 với cái giá cũng cực kỳ bất ngờ cho các bác nào quan tâm đến SH nhập khẩu. Mà máy 150 hôm nay. Rồi, biển 29D2 35273. Đấy. Bản nhập khẩu 2006. Máy 150. Sorry 209 nhá, em kiểm tra lại đầu máy là đời 209. 35273. Giá là 44 triệu. Hai đời 209. Máy nhập khẩu. Nhập khẩu thì em chia sẻ nó là hàng nhập khẩu Ý, máy nó sẽ bốc hơn và nó thoát hơn với những cái công nghệ làm mát bằng đường nước làm mát, nên là các bác chạy xe lưu ý cái kim đường nước bên này, kim làm mát bên này, nó chạy mà các bác chạy mà nó nóng, nó vượt quá cái ngưỡng giữa, nó lên mấp mé cái vạch đỏ thì các bác kiểm tra kỹ càng cho em. Đấy, thì nó liên quan đến vấn đề làm mát cho máy, nếu nó quá thì đường nước nó sẽ hỏng và gây ra máy cũng sẽ lỗi theo. Thường là nước làm mát mà đã làm lại đường nước là máy cũng sẽ bị phải làm lại. Đấy. 2009 mọi người ạ. 44 triệu máy 44 chất triệu đồng. Căng. 44 triệu thôi, anh em nào quan tâm thì xuống rồi. Toàn bộ là các bác nhìn một phần xin nhan này hay này, mặt nạ là nguyên bản của xe hay là cái pha này. Đây các bác này, pha. Đây là pha zin hết. Ôi. Đấy. Con ơi. Xin nhan này zin. Có rồi, em có ra zin hết luôn nha các bác nhá. Đấy, phần sơn nhựa thì thôi bên em có sờ ba dọn dẹp lại. Rồi. Các cái phần để chân thì các bác nhìn này, nguyên bản này. Khít này. Đấy, được không ạ? Tem này vẫn là tem xịn. Đồ 44 triệu. Bác nào đang nhập muốn quan tâm đến nhập khẩu, máy cân đối gồm có rất nhiều màu. Vâng, màu đỏ, màu trắng và màu đen, cà phê em đều có đủ. Thì đây là một chiếc màu đen 150. Máy thì trang bị 150 nên là nó bốc, nó khỏe là đúng rồi. Nhập khẩu thì đi nó lại thoát máy. Máy như này anh em. Đây cameraman quay tận này để các bác nhìn được cái cổ bô hay là cái Oppo để thấy cái đẹp. Bác nhìn cái Oppo zin nhá thì nó sẽ có cái tán ở đây, nó sẽ có cái tán ở đây. Đây các bác nhìn cái tán này, tán ở đầu trên chốc bô này. Đấy, cái nẹp bô đều nguyên bản, cái cổ bô này vẫn còn đẹp như này. Đấy, phần đường nước làm mát và cái bục động cơ ở bên trong vẫn còn đẹp đẽ, ngon lành hết. Anh Trần Mạnh Thành đang bảo là con SH vừa xong có bao rút hồ sơ không anh ơi? Rút. Em biển Bắc Giang. Thì anh lại mất phí ạ, còn rồi. Bên em vẫn rút anh nhá. Biển tỉnh anh em nên để mọi người ạ, biển Hà Nội anh em nên để. Tại anh Bảy Bùi hỏi SH nhập cà phê đẹp. Vâng, em có mấy chiếc đẹp, với những chiếc còn có cả lốp cơ. Anh có thể báo các bạn online gửi giá cũng chỉ phân khúc hơn 50 là anh có thể trải nghiệm được những chiếc cà phê đẹp. Tùng Đăng đang bảo vừa mua hai con ở đây, một con xe thì ngon, một con xe thì phát ra tiếng cơ hơi to anh ơi. Anh ơi, lên hệ trực tiếp với số đúng online bên em đi, để các và, bạn sẽ hỗ trợ cụ thể cho anh luôn. Và trên giấy bán bên em đều có số điện thoại đúng kèm rồi. Theo, anh có thể gọi ngay cái số bán đấy để anh, được cái chế độ bên anh em. Tùng anh Nguyễn
là tiếng gì. Tại vì bên em vẫn có chế độ bảo hành bình thường mà. Vâng, chắc chắn rồi. Cái đấy là quyền lợi của anh em, nên anh em mua xe mọi người đòi quyền lợi của mình. Cái này em nói thật. Và mọi người nên đòi quyền lợi của mình, mọi người đừng có ngại. Bản thân bọn em nói ra là bọn em bảo hành cho anh em là bọn em phải bảo hành cho anh em đầy đủ luôn. Anh nhớ đừng ngại, đừng mọi người đừng ngại gọi. Thực ra là bọn em có thể là những cái kêu to nó phát ra từ ví dụ như là từ nhựa, từ máy. Đấy tùy. Cái đấy là phải gọi được trực tiếp mới biết là được là nó phát ra từ đâu. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh em cứ liên hệ trực tiếp số online bên em. Số điện thoại của anh đang để ở trên cái giấy bán ấy. X150 màu đen nhà em đời 2019 có không? Giúp em có nha anh Thành Đạt nhá. Bên mình có Giorno 50cc đời cũng cao. Cũng có luôn anh ạ. Anh Xuân Ngọc bên em có luôn anh ạ. 50cc bên em cũng rất là nhiều đấy ạ. Rồi. Giấy tờ đầy đủ cho anh nhá. Riêng mua cái gì mua ở đâu em biết, nhưng riêng mua xe máy Hoàng Kiên, an ninh pháp lý giấy tờ bên em bảo hành cho anh em trọn đời luôn. Cứ sai đâu anh em đến Hoàng Kiên bắt đền có cái gì đâu ạ. Mình có mua xe à, có bảo hành đầy đủ luôn có gì đâu. Rồi cảm ơn anh Tùng Nguyễn Đăng rất là nhiều. Em mua về còn không kịp đi, đã phải bán rồi. Quá sao thế? Hùng Duy. Thực ra là nhiều anh em này, anh em cần tiền thì mọi người bán là bình thường. Đấy. Rồi. Anh em không có nhu cầu hoặc là chưa vừa ý anh em với cái số tiền mình bỏ ra. Ví dụ như là số tiền mình bỏ ra 5, 10 triệu, 20 triệu. Với số tiền mình bỏ ra để mình ưng ý một chiếc xe như thế thì chưa hài lòng. Mọi người có thể đổi xe bên em được mà, vấn đề gì đâu. Đúng không ạ? Anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em, không vấn đề gì mọi người nhá. Còn xe cũ thì em khẳng định với anh em là nó có xuất sắc. Vâng, anh Tùng Nguyễn Đăng, ok uy tín, đúng rồi anh ạ. Nó sẽ có xuất sắc về vấn đề máy. Xe mới nó còn có lỗi mà, còn xe cũ thì cũng không thể tránh khỏi được. Nên anh em nếu mà mình chẳng may mình gặp phải cái trường hợp mà xe nó bị lỗi, bên em vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ. Cái đấy mới là cái quan trọng đấy, đúng không ạ? Mình được chế độ bảo hành kèm theo. Bên em đã test, đã kiểm tra rất kỹ. Giá sao? Ok luôn anh Hùng Duy đây. Liberty mới này con này đẹp lắm. Hơn 2 vạn cây. Vừa mua xong chủ em tưởng còn, nhưng hóa ra về rồi. Em tưởng còn em mời ra. 2016 các bác nhìn quả lốp này. Tuần thứ 43/2015 này. Lốp còn các bác nhá, gồm có ốc càng, ốc trục hay là phanh ABS, nó xanh di lên thế này. Đèn đẹp zin hết của Ibiazo các bác nhìn. Đấy, đây, cái phần này. Lốp còn và nó dày đúng không ạ? Đây, đều nguyên bản. Các bác nhìn vành đẹp, sơn cũng zin nguyên, pha thì trong veo này, inox chống gì hay cái lớp sơn này zin hết các bác nhé, okay, lớp sơn là zin, cái nẹp inox này sướng không ạ? Ôi, nhìn nó rắn, nó đanh, cái đồ sần này nguyên hết, cái để chân này cũng vậy, sơn này xước mới một tí ở chỗ này thôi, một tí tẹo không đáng. Con này là đẹp này anh em này, anh em nào đang tìm mua nhá, Piaggio biển Hà Nội đời 2016 và lốp còn zin 29G1 57153 đấy. Rồi. Anh em nào không thích 53 thì nó là sinh tài anh em nhá. Rồi quan trọng là nó chất, nhấn mạnh với các bác một chiếc xe sơn zin, máy zin đấy, còn đủ hai khóa hai gương, chạy 2 vạn 2016 đến giờ. Rồi. Quá là ít, các phím này các bác nhìn này. Toàn bộ là ok zin hết, sơn zin hết, inox đẹp, gương chuẩn, nó có cả cái logo ký hiệu trong này hết nhá, có cái mã series hết đầy đủ, gương Piaggio đấy, các bác nhìn đẹp không? ABS lốp trước vẫn còn zin, 21 triệu một chiếc Liberty bản iGate, máy ABS, hàng hơn 2 vạn cây. Nhắc lại một lần nữa các bác ạ, hơn 2 vạn cây. Đây các bác có thể xem những cái chi tiết ở trong cốp một lần nữa nhé. Những cái sổ sách bảo hành chủ vẫn giữ. Chủ thì mới thay dầu cách đây đâu đó được mấy ngày thôi. Anh em nào 28 tháng 8 này, thay dầu tháng 8 2024. Đấy, dầu họ thay còn cả công là 250 đây. Đấy, dầu máy mới thay rồi, các bác về không phải làm gì nữa. Còn zin tất. Rồi. Giá tình yêu thương luôn anh em ạ, có 2 vạn cây rồi anh em nhá. 21 triệu. 2016 đến tận bây giờ bán có hơn 2 vạn. Chất. Đấy, 21 triệu đồng máy cam kết chất lượng cho anh em luôn. Đấy, vẫn hơn 50 đô này. Đăng ký xong hơn hơn 6 57 triệu chưa đăng ký, đăng ký xong tầm 62 64. Đấy mà để phanh ABS phải chạy hơn 2 vạn cây. Các bác ạ, 21 triệu thôi. Đấy về chất nhá, em nhấn mạnh về chất các bác tự tin cho em. Còn về biển, nếu bác nào lăn tăn thì rút hồ sơ bấm biển mới. Còn không thì theo em 53 sinh tài, chả sinh nhê gì cả. Đúng không ạ? Đơn giản. Thích thì mình có thể sang tên đổi vâng. chủ. Bây giờ biển ta là chủ anh em ạ, không quan trọng. Có anh em không quan trọng, biển hiện tại là chìa khóa vẫn còn cả đôi anh em nhá. Chìa từ tròn được không? Anh Hùng Duy. Không còn. Được anh ạ. Vâng. 21 triệu em cũng đã thật sự xuống rất sâu rồi. Bạn mua còn kỳ vọng 23 cơ nhưng con em thấy này, thôi anh em cũng nhá, là con cân này đối. Khẳng định với anh em là đẹp, chất lượng xuất sắc. Lấy xe đấy, để đi. Tại vì sao bọn em cứ nhấn mạnh về cái vấn đề nó là xuất sắc. Bản thân bọn em buôn xe nhiều, bọn em chỉ cần nhìn những cái dòng xe hiện tại vừa mới mua. Chủ đi ít hay đi nhiều, từ 2016 đến bây giờ mới được có 2 vạn 2.
Đấy anh em nghĩ đi, bao nhiêu năm? 2016 là đi 8 năm rồi. Vâng. Mà mới đi được hơn 2 vạn, anh em biết là xe nó là vâng, anh em đi 2 năm. Bình thường Hà Nội là có 1 năm em thấy là 1 vạn là hợp lý. Anh này chạy 8 năm như các anh em đi có 2 năm, anh em thấy hợp lý không ạ? Rồi, anh em nào quan tâm làm cho em xe này mọi người nhá. Tiếp tục một chiếc xe AB bản 2010. Đấy, những dòng xe này thì thôi nó là hàng xuất sắc các bác ạ, hàng đẹp, hàng chất, hàng còn nguyên lốp. Các em có thể quay vào cái lốp chi tiết để anh em xem cái chiếc Ablade đời 2010. Vâng, một chiếc Blade. Điểm quay một vòng. Rồi, quay một vòng đi em ơi. Hàng bên này là hàng đẹp nha anh em nhá. Hàng đẹp anh em nhá. Đây, ưu điểm là quả lốp còn. Anh em nhìn quả lốp này, lốp trước vẫn còn đúng không ạ? Đấy, nó có giá trị ở cái từ cái lốp 2010 đến giờ giữ được cái đồ này. Thì... chủ anh em nhìn này. Lốp zin. Đây, phần tem này, phần pha này. Chốt để em qua múc. Không chốt được em ạ, giá đấy cố gắng qua đi. Cố lên tí em ơi. Ra lọc một xíu lấy may thôi. Tem này. Đấy. Mất đấy, cái da máy hơi đáng tiếc. Chủ để nó zoom mất cái da máy anh em ạ. Em biết vì sao cái da máy này nó bị thế này không? Vì ốp chủ bảo vệ. Chủ đi rất là giữ gìn, cụ về cụ ốp hết inox. Cái inox lên đây. Thế là nó đọng nước em, trong. Đúng rồi, anh em nhìn đây ạ. Đây anh em ốp hết vào. Thành ra nó bị gì nó bị hoen lên. Rất đáng tiếc. Về nhà em bắt đầu mới thấy như thế xấu quá thì bên em bóc ra rồi. Bắt buộc là phải sơn anh em ạ. Anh em củ máy rất là đẹp. Đây hiện tại ông nào ông ấy làm con xe này mà ông ấy bôi cái nhũ con xe này chán đời không nào? Hay là bôi hay là ấy đây em? Phải không? Phải bôi hay gì hết mắt chị cận. Bôi. Chống bôi đúng không? Đúng không? Ông nào bôi chán. Quá. Ôi được cái đây. Nguyên zin anh em nhá. Đấy, nguyên zin được cái củ láp đẹp này. Ông này ông bôi chán rồi. Chết mới bao giờ. Nghĩ hết cả cái ốc này thì anh em biết là cả một cái dàn ốc này người ta ốp vào ấy, người ta ốp vào thế thành ra nó bị rỉ mất. Quá tiếc cho con xe này. Giá không rẻ anh em nhá. Máy thì còn nguyên zin, biển 30M3 2011 bản 6 nan. Vâng, một chiếc lết hàng đời chót bản 6 nan. Máy zin, sơn zin lốp trước còn nguyên. Đấy. Có cái phần da máy bưởng láp thì thôi anh em vừa chia sẻ rồi. Lỗi một là nó chủ giữ bị xước. Hai là bên em dọn thì các bạn ấy lại làm đẹp thủ công, gọi là làm đẹp thủ công. Con giác ngô thì hiện tại là hôm nay không xuống được anh ạ. Tí nữa em sẽ báo lại thông tin sau xe này, em sẽ báo lại thông tin xe đấy cho anh em luôn nhé. Máy anh em nghe sướng không ạ? Máy zin mà nghe nó zít, nó căng đét luôn. Có chứng minh thư chủ xe đầy đủ. Cho đi xe 2010 nhá. M2 thì tháng 5 2010 thôi. M3. Đây, mặt trên. Được cái con này, được cái máy còn nguyên zin. Em báo giá cho anh em xem là bao tiền. Con này chỉ ít cũng rẻ đâu, đúng không? Đấy, để anh em 23.800.000. Cũng càng đấy. Nhưng mà xứng đáng ấy chị ạ. Xứng đáng, đúng không? Vâng, thì nó anh đẹp. Em thực sự cũng không thích. Có nhiều. Thực sự thích. Lốp còn sơn này gì nữa. Nó đen một cái là như này anh em ạ. Nó cái đục cái da máy. Chứa xe thì cứng, xe thì đẹp, em không chê. Mỗi cái da máy thật sự là hơi đáng tiếc cho anh em. Anh em đừng ốp inox mọi người nhé. Ốp inox hơi phí vì là khi mà nước nó vào, nó ủ lâu ngày nó sẽ bị rôm ra. Bắt buộc phải làm, mà không làm thì không đẹp được. Xấu thật toàn xe luôn. Mà làm anh em biết được là nó sẽ không zin. Đấy, nên anh em không cần ốp cũng được. Vâng. Cho nó lạnh, cho nó đỡ phải 238 đúng không? Vâng, 238. Đúng đời, đúng biển nhá, 2010. Rồi, anh nào quan tâm. Đại Hiệp, thôi anh em nào hoan hỉ cho em. Cái dòng xe này nó không có nhiều mọi người nhá, 23.800.000. Rồi, anh em thích thì mọi người. Góc nô em ơi, em xem còn con góc nô nào trên đấy, em kiểm tra em bán hàng, em kiểm tra xem còn con góc nô nào. Báo với anh Xuân Ngọc hộ chị cái để các bạn nhân viên online các bạn gửi hình ảnh cụ thể cho anh. Em còn mẫu Carina thôi anh ạ. Vâng, Carina và Niosima thôi. Vâng. Basic em mình có Nhanh Văn Cường nhá, em còn mấy con basic ạ. AB thì 23.800.000 anh Nguyễn Trung Kiên nhá. Hàng máy zin lốp còn đấy anh ạ. Nếu rồi, anh quan bao tâm. Bao nhiêu? 238 anh ạ. 23.800.000. Vâng. Nó là hàng đẹp xuất sắc bậc nhất ở trong nhà Hoàng Kiên em hiện tại. Rồi, ok, em sẽ báo với anh em là thay cái ốc để cho nó đẹp, đúng rồi. Tại vì cái ốc này mình có thể đổi được mà. Đúng rồi ạ. Hơi phí anh em để con xe nó rộng không ra gì cả. AB 20 củ. Anh Đặng Cường. Không các được bác. Anh ạ. Nhưng mà thực ra là kênh nhau nhiều quá, kênh nhau cả 3.8 bọn em không có lời đâu. Đấy, có chút tí thì lọc lá tí thì bọn em mới bán được anh ạ. Cố lên anh nhá, vì đẹp không có nhiều nên mong anh nếu thật sự đúng nhu cầu hãy lên cố lên một chút để lấy được sản phẩm mình. Rồi, lốp con lít
chân chống điện, lít màu nâu chân chống điện. Đã dọn xong rồi, đấy, kê lên mâm rồi, ngon lành hết đây rồi. Các chị cần những xe gọi là tiện ích công năng, cốp rộng, giá rẻ, tiết kiệm xăng thì đến với chiếc lít 110 đời 2011 này giúp em nhé. Rồi em một vòng cho chị đi. Màu này là màu nâu 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 phải không nhỉ? Đúng rồi, màu nâu ạ. Màu nâu nhà chùa đấy ạ, được cái pha kính đẹp. Đấy, pha kính đẹp bản thành gồ chân chống điện anh em nhé. Hàng hàng này thì thôi nó là hàng vừa phải cho anh em. Hàng gọi là nó nhà. Đăng ký được 2012 rồi, 11 triệu. Sạch sẽ ngon lành rồi. 500. 11 triệu 500. Đây những cái sinh nhan, cái nắp hậu này nó đều là nguyên hết các bạn, biển Hà Nội, Từ Liêm Hà Nội. Đấy màu nâu. Những cái chị, những cái cô mà cần những cái màu nó trung tính, màu tối thì đây cũng lựa chọn mẫu này giúp em. Những cái đồ sần này vẫn còn này. Cái dòng lít này nó hay là nó sẽ rất là bền và nó tiết kiệm nhiên liệu, hay là cốp rộng để cho các chị có thể để đồ, để tiện ích công năng cho mình rất nhiều, đúng không ạ? 11 triệu 800. 11 triệu 800 nghìn anh em nhé. Anh Nguyễn Khắc Quý, con đấy là 23 triệu 800 anh ạ. Thực ra là tên thì đẹp. Em có chạm tải kỹ cái lốp trước cho bác xem rồi. Nhược điểm cũng có kèm theo. Nhưng nếu không nhược điểm nó là 25, 28 anh phải xác định với những cái chiếc led còn lốp mà không rẻ chút nào, đúng không ạ? Mà lại đúng cái form led anh em chọn, anh em tin dùng nhiều nhất với những led 2010, 2011. Rồi chắc là cũng muộn rồi, cho phép em và đồng thiệp xin phép xuống live mọi người nhá. Hẹn anh em một buổi live ngày hôm sau. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, những dòng xe mà anh em đang báo cho lên. Và hiện tại Đức bê mâm chưa bê kịp, mong tất cả anh chị em thông cảm. Hẹn với anh em vào buổi trưa ngày mai 10:30 cả anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.